Đấu này sẽ là cheese cùng với đó là sinh tô xích nhưng lại không tô xích chút nào. Vâng, trận đấu thì này trận đấu này hấp dẫn, tại vì cho dù MIBA được đánh giá thấp hơn nhưng mà đây là một trận đấu quan trọng của Na'Vi. Nếu như mà họ bị loại họ thua thì gần như khá chắc chắn họ sẽ bị loại. Nên là Đúng họ vậy. rất cần một trận thắng trước MIBA. Đúng vậy, cái hiệu số của Na'Vi hiện tại đang là 1-2 đúng không nhỉ? Vâng, đúng ạ. Thắng 1 và thua 2 thì thật sự là nó đang là cũng rơi vào vùng nguy hiểm một chút, nhưng mà chắc chắn rồi vẫn sẽ có cơ hội khi mà trong các team có hiệu số 1-2 thì Na'Vi được đánh giá là đội mạnh nhất, đâm ra là họ vẫn sẽ là đội có lẽ là có cơ hội lớn nhất để tiếp tục gọi là đi tiếp vào vòng sau thôi. Nhưng mà cũng vẫn là nên cẩn thận, bây giờ mà ngã một phát trước MIBA thì thật sự sẽ là rất nguy hiểm. Vâng. Ba map thi đấu của chúng ta thì đều đã thấy rồi, map thi đấu đầu tiên sẽ là Mirage, map thi đấu thứ hai sẽ là Dusk. Map pick của Na'Vi là Mirage thì không biết là bây giờ thì chúng ta sẽ dự đoán một chút về cái map thi đấu Mirage này đi. Không, chính xác hơn đây là map pick của bên À, phía map pick của MIBA. LIBA, xin lỗi anh em tôi hơi nhầm, thì đơn hai là của Na'Vi pick, nhưng mà đây Đúng ạ. dự đoán xem là nói như nào nhỉ? Bây giờ em ai cũng sẽ nghĩ là Na'Vi thắng thôi, nhưng mà vấn đề là thắng bao nhiêu? Đây chỉ là dự đoán thôi nha. Thực ra thì map thi đấu Mirage này thì em không đánh giá cao Na'Vi lắm, tại Ui. vì rất nhiều lần Na'Vi bắn rồi. Và trở lại với trận đấu thì Simple đã là có đắp mình cho mình cái double kill ở tình huống đang là 2v4, hơi khó cho cặp đôi bên phía MIBA. Danoko cùng với Bone và bây giờ chỉ còn một mình Bone mà thôi. Còn một mình bot quá nhanh chóng, mới có 1 phút 30 giây mà không hiểu sao 4 người của LPL lao ra mid và chết hết. Khó cho bot lắm rồi, một khẩu P250 thì cũng không đủ cho anh chàng này đối đầu với 4 thành viên của Na'Vi đâu. Đúng vậy. Nào, ra và nằm xuống thôi. Ui, Na'Vi cẩn thận quá, bot thẳng người lên để đứng bắn nhau luôn cơ. Nhưng mà bot thì cũng đang khá là thân thủ phi phàm ở đây, né đạn là rất tốt. Với những tình huống trả đam của mình, vẫn cố gắng cấu được một ai đó của Na'Vi thì không được rồi. Simple hoàn thành cho mình cái mạng thứ tư trong round pistol này. Vâng, có vẻ như ngày thi đấu hôm qua Simple hơi chốc và hôm nay thì anh đã cảm thấy khỏe hơn rồi. Trong bài viết gần đây thì em thấy Simple bảo rằng trong 2 ngày thi đấu vừa rồi anh bị vấn đề sức khỏe và có vẻ như bây giờ Hơi thì ốm, hơi ốm. đã đỡ hơn rồi. Và Na'Vi em thấy đã bắn map thi đấu Mirage này khá là nhiều và hầu như ở bên phía T-side họ khá là tù, tức là bên phía T-side như hôm qua gặp Gambit chỉ lên được có 2 round. Sẽ là kiểu hơi bí đúng không? Vâng, đúng Cảm ạ. giác nó sẽ hơi khó. Nhưng mà vừa rồi thì Na'Vi cũng đã có những tình huống bắt bài để nó là khá tốt. Họ đẩy đến 3 người ra mid khi mà cũng có lẽ là cũng đã đoán rằng là MIBA sẽ tràn mid đồ đông. Họ có đến 3 khẩu USP đứng ở mid thì thật sự là hơi khó cho MIBA. Bây giờ thì MIBA đang fog bài với những khẩu DE và scout. Chelo headshot đi Simple jungle. Bùm mid đổi một nhưng bùm mid chỉ đổi một được mà thôi. Tình huống vẫn đang là 3v3. Mid đang thậm chí là yếu bóng mà mid chết rồi. Bây giờ thì bot kết thúc được cả electronic. Và cái gì đang xảy ra đây? Chỉ là những khẩu DE thôi mà. Nhưng mà bên phía của MIBA đã bắn quá tốt trong round thi đấu này. Bây giờ thì Perfecto đưa về là 1v2, nhưng phần nào đó vị trí đã bị lộ. C4 sẽ được cầm về khu vực bom sai B, khá là hack não tới từ MIBA khi mà họ đã cài được Surge vào jungle. Vâng, để xem nào, Perfecto liệu có đoán được điều gì hay chưa đây. Và bây giờ thì đấu cũng xảy ra. Perfecto và Surge đều yếu máu, chỉ một chấm nữa thôi, Perfecto đã phải nằm xuống rồi. Có vẻ như đây một round thi đấu anti-fog bài hơi tai hại đến từ bên phía Na'Vi thì phải. Wow, họ mất đến 4 súng, thậm chí là để bone ở trên lầu làm đôi nữa. Hơi khó rồi. Vâng, khởi đầu thì là Simple nằm xuống ở jungle. Anh ta quá tự tin với khẩu scout mà cũng đúng thôi. Cầm khẩu scout đứng đấy thì khác gì mà lại còn trong tay Simple nữa. Thì khác gì vô địch thiên hạ, nhưng không, Chelo bảo không. Chelo đã có một pha mở màn với khẩu DE. Và tiếp đà đó thì những người đồng đội khác và nhất là Bone cũng đã tỏa sáng. Và bây giờ thì sẽ đến lượt Na'Vi phải fog bài với DE và scout. Perfecto lượng tiền hoàn toàn có thể rope ra được một khẩu súng gì đó. Có lẽ sẽ là rope ra khẩu scout cho Simple. Tôi nghĩ là như vậy. Chính xác rồi, một đều dành cho MIBA. Và với việc thua cái second round này thì lượng tiền của Na'Vi ở round thi đấu thứ ba sẽ cực kỳ yếu nha. Bên phía Perfecto thì vẫn có thể drop được, nhưng để xem liệu Na'Vi có force buy thành công hay không đây. Bên kia, bên phía MIBA thì sao? Chắc chắn sẽ là mua rồi, nhưng mà Sơ vẫn cầm cho mình. À, tôi tưởng rằng anh ấy sẽ cầm DE nhưng không. Vậy là nhận về một khẩu M4S. Còn bên phía Na'Vi thì fog bài.
chỉ có một khẩu DM tay của Perfecto. Electronic và Boomix thì cầm những khẩu CZ, những khẩu súng mà hai player này bắn cũng là khá là thuận tay. Beat bây giờ đẩy lên Palet nhưng không thành công rồi. Một tình huống mà Bold cũng đã kể lại rất chắc chắn và lợi thế hơn người từ rất sớm dành cho bên phía MIBR. Vâng, có vẻ như ngày thi đấu hôm nay Beat đang hơi nóng vội một chút. Lợi thế hơn người đã có dành cho MIBR và rất có thể sẽ là tỷ số 2-1 thôi. Khi MIBR họ vẫn đang rất giữ nhiều lợi thế như này, có lượng bom mìn đầy đủ, lượng súng ống cũng là có. Thì để xem Navi làm gì đây. Perfecto, à không, chính xác hơn đó là Electronic đã đẩy và clear hoàn toàn khu vực lầu rồi. Nhưng quả C4 của MIBR vẫn giữ ở khu vực T7 cơ. Họ chưa thống nhất được rằng sẽ đánh bom sai nào. Vâng, vấn đề là bây giờ thì Boomix lại đang bách ngược với bom sai B. Và với hướng di chuyển như này, MIBR sẽ lên A. Họ sẽ có quả smoke vào khu vực short hoặc là connector để có thể đánh thẳng lên bom sai A mà thôi. Vâng, trong khi đó Electronic đang cố gắng câu kéo thêm thời gian khi trả ra quả smoke ARAM nhưng không quá quan tâm tới từ MIBR khi họ có thông tin. Và bây giờ Electronic về bom sai B rồi, thôi xong rồi, bom sai A không còn ai của Navi cả. Một tình huống bắt bài trượt tới từ Navi, họ sẽ mất bom xe A thôi. Nhưng mà thật về kịp hay không, Electronic lại vòng ngược về. Thảm mình là rất ảo, tuy nhiên với một con UAP anh ta đổi được một mạng của Bold ngay lập tức. Và bây giờ thì tình huống là 4v4. Cơ hội vẫn sẽ là có cho Navi nhưng nó không phải là quá cao với những lượng súng như thế này. Và nhất là khi một quả C4 đã được đặt và thời gian là thừa để cho MIBR chọn cho mình những góc đẹp nhất. Đúng vậy, 4v4, cơ hội Navi hơi thấp khi mà họ còn không có cả kit nữa cơ. Để xem họ có muốn retake quả bom này hay không đây. Em nghĩ rằng nếu như xem những khẩu súng này thì ra thi đấu sau họ vẫn có cơ hội. Và để xem là Chelo đang muốn tham mình móc máy ra mid nhưng đối đầu với anh sẽ là hai player và cờ. Và đó là cái đầu dành cho Perfecto. Khẩu AK này đã rơi. Thôi xem sẽ là hợp lý đến từ Navi rồi. Và tỷ số là 2-1 dành cho MIBR. Thơm quá đấy chứ. Vâng, tự dưng anh nhặt về được khẩu AK. Ra sau thì lượng súng của Navi cũng là khá là ổn định. Vâng, nếu như xếp vào 4 khẩu súng này thì em nghĩ rằng ra thi đấu sau đôi khi Navi vẫn còn cửa để chiến thắng một ra thi đấu hát bài. Vẫn có cơ hội chiến thắng đúng không? Famat, AK đều là những khẩu mà nếu như được đưa cho đúng người, tỏa sáng đúng chỗ thì Navi hoàn toàn có cơ hội. À, để xem nào. Đúng vậy. Đây thì đấy, một khẩu AK ship rất đơn giản thôi. Tôi thấy rằng là Electronic đang có khoảng 2.500. Có lẽ là sau round đấu này thì Simple sẽ có cho mình một khẩu ốp. Nếu mà Electronic không phải nằm xuống, anh ta sẽ giữ được tiền và drop cho Simple khẩu ốp. Bây giờ thì Bold lại làm đôi lại một tình huống đẩy Palet sớm. Nhưng mà Bold thì kê chắc quá. Và lần này thì bắt được đến tận hai chú cạo. Ba mạng đến từ Bold, lợi thế hơn người là rất nhiều. Perfecto bắt được nhiều khu vực middle. Và quả C4 ở mid có vẻ như là vì họ không biết điều này khi mà bom sai A đang đi vào quá sâu rồi. Chelo đã vào đến khu vực jungle và đây rồi, thậm chí bom sai B cũng có người bò cờ. Và Perfecto sai tham mình rồi, mạng là dành cho Sở, một mình Simple với khẩu Famat. Làm gì đây Simple ơi? Để xem nào, liệu Simple có cắt được một vết bố trong tình huống này hay không đây. Simple bây giờ thò ra khỏi cái thùng này thôi là khả năng rất cao sẽ phải nằm. Vâng, một round mà bồn bắn không biết là ai mới là Simple. Em nghĩ là chắc là bồn bật kinh dã man luôn. Đây rồi, mạng đã có dành cho Simple. Tôi vừa khen nữa. Tôi vừa khen ông bồn này thì chết luôn ạ. Lúc nãy thì vừa khen Navi một tí cái là Navi thua rất nhanh. Xong bây giờ vừa khen ông bồn cái phát ông bồn chết. Hỏng rồi anh em ơi. Không sao cả, ra thi đấu này thì bên phía Navi vẫn có thể bài được. Nhưng Simple sẽ không có khẩu op nha. Nếu muốn có op thì Perfecto phải chấp nhận chơi không có giáp. Và quyết định là 5 khẩu rifle rồi. MIBR nãy giờ Bold vẫn kê lầu rất chắc chắn. Em thấy rằng trong 2 round thi đấu gần nhất Bold đã có đến 4 mạng, 1 mạng bắt người đẩy lầu và 3 mạng ở lầu. Thậm chí round thi đấu thứ 2 thì Bold cũng làm đôi với khẩu Deagle trên lầu luôn. Có vẻ như đây là một player rất ưa thích cái lầu A này. Chuyên đi lầu A đấy. Vâng. Giống anh. Em tưởng anh định bảo là giống Rob Z của bên Mousesport. Nhưng mà thôi, giống thì anh cũng là giống đó. Anh cũng chơi đi lầu A mà. Vâng, bây giờ thì bên phía Navi phương bay đầy đủ rồi. Và họ không ép lầu A nữa thì họ ép vào khu vực RAM. Nhưng mà Electronic góc kê này đang đẹp hơn. Nhưng Danoko thì cũng đang rất cẩn thận. Anh ta không hề di chuyển chủ quan một chút nào cả. Mà có lẽ người chủ quan sẽ lên Elec chứ không. Một quả flat rất tốt vào đây. Elec chỉ có thể kịp đổi một mà thôi. Khá là đáng tiếc khi mà Yeo cũng đã yếu máu rồi. Sấy hơi lỗi đến từ Electronic. Nếu như tình huống vừa rồi Electronic bình tĩnh hơn
xây chắc tâm hơn thì đôi khi đã là double kill dành cho bên phía là Electronic rồi. Nhưng bây giờ Beat lắc ra và được mồm Chelo, tình huống vẫn đang hơn người cho Navi. Nhưng mà Sir bắn thẳng vào mồm của Beat rồi. Hai play bên phía MIBA, đó là Sir và Gio không còn quá nhiều máu, và có vẻ như quả C4 này đang được đưa về bọc xài B. Hiện tại Navi chưa có ai bắn ở trong side B cả. Vâng, và Perfecto cũng đã nghe thấy những gì Sinh nói và ngay lập tức là phải chạy về bọc xài B thôi. May quá có ông này mách nước kịp. Nhưng bây giờ thì vấn đề vẫn sẽ là 3 vs 1 trong bom side B, nhưng vẫn cũng lại đang có hai thành viên MIBA yếu như này. Perfecto hoàn toàn có thể một đường sấy là chết cả ba player hết. Có thể làm được nha. Vâng, để xem Perfecto sẽ đổi được mấy đây, khi góc ngồi của anh đang vẫn là khá đẹp nha. Nếu không có lửa thì MIBA không thể nào check được cái khu vực ghế đá này. Và để xem nào, vẫn bắt rất từ từ đến từ MIBA rồi. Tham chỉ còn đó 15 giây. Perfecto đã có cái đầu đầu tiên. Lộ vị trí câu kéo thời gian là rất tốt đến từ Perfecto, nhưng cũng đã phải nằm xuống. Tình huống đưa về là 2v2. Quả C4 này sẽ được đặt thành công mà thôi. Vâng, góc vẫn đang là Yale. Một máu hơi đỏ và với cái ốp này Yale vẫn có thể gây ra được nguy hiểm nha. Bốn nhá khéo rồi, headshot đi Boomix. Và bây giờ là 1v1 với Sipo. Và bây giờ chiến thắng Sipo hôm nay. Hôm nay một bật kinh quá. Vâng, ngày hôm qua thì chúng ta có Hobbit, một player có thể nói là kỳ cựu, bắn rất tay rất to. Thì hôm nay chúng ta có Bồn, cũng là một player kỳ cựu nữa và bắn cực chiến. Vâng, Sipo á, Sipo là ai? Tôi không biết, tôi chỉ biết Bồn của MIBA thôi. Ôi, rất đen cho Navi trong ra thi đấu vừa rồi. Nếu như quả nết đó của Electronic mà kết thúc được vị trí của Gel. Ôi, một máu. Có vẻ Gel vẫn đang khá là xuân. Và Bồn, sau 5 ra thi đấu anh thì anh đã có đến 8 mạng rồi. Bắn rất tín chỉ vào ra thi đấu này. Navi chỉ có những khẩu súng lục mà thôi. Boomix mất cho mình nửa máu nhưng vẫn giữ được cái mạng sống này. Xem nào, 5v5 mà có vẻ bên phía MIBA họ đang muốn đánh mid 2b chẳng, khi đang hầu đến 4 người mid và 1 người ở lầu B. Nhưng mà nếu vào bom side B thì bên phía Navi có đến 3 người mà cờ. Có vẻ bắt bài vẫn đang là chuẩn đến từ Navi. Để xem nào, liệu MIBA họ mất mấy súng đây. Quả lửa này cháy đến Electronic rồi nhưng không ai bên phía MIBA kê lại cả. Nào, Danoko sẽ đối đầu với Electronic. Một quả flash pop ra là rất tốt tới từ Yale. Và Electronic không có cơ hội nào cả. Bây giờ thì sẽ là một tiếng tràn B thôi. Rất đơn giản là cho bên phía MIBA với những khẩu lục này. Navi cũng không gây ra được quá nhiều những sự bất ngờ. Bây giờ thì Simple. Ô! Thật sự thì Simple không biết hôm nay đang làm sao nhỉ? Chắc là vẫn đang hơi hắt xì sổ mũi chăng? Hơi mệt. Vẫn đang hơi mệt. Tưởng như là có một chút cải thiện, nhưng mà những round, một vài round đầu anh ta bắn khá tốt. Cũng đang đúng có vậy. 6 mạng đấy, không phải là tệ đâu, nhưng mà sau một vài pha bắn nhau hơi lỗi vừa rồi thì chắc có lẽ là vẫn đang hắt xì một chút. Vâng, 5-1 dành cho bên phía MIBA và chúc mừng những player người Brazil này đã đạt được cái first 5 round trước. Để xem đối sách của bên phía Navi là gì đây. Sipo đã cầm được khẩu ọp rồi và Sipo cần lên tiếng tỏa sáng trong lúc này nha. Khi mà chúng ta đều biết rằng Navi bắn bên T side rất tù, nếu như City side mà họ để bộ mặt như thế này thì chẳng khác gì bảo là thôi lấy map thi đấu này đi, tôi không muốn chống cự gì nữa. Nào, giờ Simpo có khẩu ốp trên tay, liệu có sức khác biệt gì hay không? Chelo đang di chuyển lên nhưng Simpo đó là Chelo và đó cũng là Simpo. Phải 3 round liên tục rồi Simpo bắn nhau trực diện thì đều chết. Nhưng bây giờ thì Beat rất may là trả thù cho người đồng đội của mình với quả nết rất chính xác và vẫn đang là 4v4 mà thôi. Góc kê này của Beat với khẩu AOG cũng sẽ là rất đẹp. Tuy nhiên thì MIBA họ vẫn đang tiếp tục muốn đánh về khu vực bom site B, nơi mà có đến hai khẩu AOG kê vào thì sẽ là hơi khó. Beat cùng với Perfecto, vâng, một cái góc mà cả hai đều có thể bắn kẹp chéo sang. MIBA liệu có phải bỏ xác lại tại bom site B hay không? Ôi, thấy rồi, thấy kìa rồi. Vâng, Perfecto đã thấy người rồi và sờ bắt được Beat và Perfecto cũng chết chay. Bom này B hoàn toàn clear cho bên phía của MIBA. Qua C4 sẽ được đặt thành công và Navi hai player này sẽ đi xếp súng mà thôi. 6-1 dành cho Made in Brazil rồi. Vâng, rất xin lỗi là tôi lại vừa khen hai khẩu AUG. Rất xin lỗi anh em, rất xin lỗi. Và hai người còn lại của Navi thì sẽ phải cố gắng đi xếp thôi. Tình huống này thì chắc là sẽ không mất thêm ai đâu. Cố gắng là giữ lại hai khẩu M4 để dùng tiếp trong round sau. Và thậm chí là khẩu ọp của Simple rơi lại còn rơi ở vị trí shot. Thì làm sao hai player này đi nhặt lại khẩu ọp cho Simple đây? 3 round thi đấu liền Simple chết chay rồi. Round lục thì làm 4. Round sau chết chay.
nó sau nữa làm đôi nhưng mà đang chết đến ba mạng à, ba round liên tiếp rồi, hơi khó cho Simple. 6-1 và những round đấu đầu tiên thì MIBR đang thi đấu rất tốt, rất bay đến từ những player của họ, nhất là Bone hay là Sờ. Còn bên phía Na'Vi sau Grab Piston khởi đầu xuôi trèo của Na'Vi thì có vẻ như về sau tạm thời đang không mát mái một chút nào cả. Bây giờ thì họ vẫn đủ tiền để có thể mua cho mình những khẩu M4 tiếp, những 5 khẩu M4 liền và lưỡng lựu là không phải là quá khỏe. Sẽ là hơi khó cho Na'Vi nha, họ cần phải có được một vài tình huống đẩy gây bất ngờ với đối phương để bù lại cái sự thiệt thòi về lựu này. Đúng vậy, nhưng đẩy đâu thì đẩy, đừng đẩy lầu. Đẩy lầu xong gặp ông Bồn thì sau lại hai ông chết, hơi khó cho Na'Vi. Và thậm chí rằng em thấy Simple đang có 2.200 tiền nhưng chỉ mua cho mình một quả smoke. Giữ tiền để lên ốp, có lẽ là muốn giữ tiền lên ốp cho. Vâng, và để xem nào, bên phía MIBR họ đang muốn đánh vào A, một người ra khỏi lầu rồi. Và chắc chắn là Boomish biết điều này, nhưng nên chơi an toàn hơn khi trong bom xoay A không có ai quá sâu ở trong đội hình của bên phía Na'Vi cả. Và MIBR họ set up full bài bom xoay A mà thôi. Đã có một người sandwich, liệu Electronic biết điều này hay chưa đây? Vâng, đứng ở trên stair là rất khó chứ. Boomix headshot đi được sờ rồi. MIBR bây giờ bắt đầu phi vào thì smoke tan hết rồi còn đâu. Họ vào chậm quá. Và bây giờ Electronic kiếm cho mình đến tận cái bàn thứ hai rồi. Gieo đổi một, không thể đổi hai được. Vâng, bên phía của MIBR họ định vào bom xe A nhưng mà trời ơi, họ không thể vào được. Khi mà các thành viên Na'Vi họ bày ra thiên la địa võng, nó là quá đẹp. Một setup ở bom xe A có vẻ như là hơi thiếu. Họ có một quả smoke và jungle. Vâng. Nhưng lại không phải là quả smoke check connect, đâm ra là vừa rồi Electronic có một cái góc khá là đẹp. Anh đã đứng ở trên stair và khi quả smoke stair tan đi thì thôi, một khoảng trời quá rộng để cho Electronic có thể bắn. Chính xác như vậy, round thứ 2 với City Side đã đến với Na'Vi và thậm chí rằng Simple đã nhặt được khẩu orb của bên phía MIBR nè. Sẽ tiết kiệm được một lượng kinh tế khá khá dành cho quý ngày đơn giản. Nhưng để xem liệu họ có chiến thắng round thi đấu này không đây. Gia vừa bắt được Perfecto ở khu vực lầu B. Bây giờ bom xe B chỉ còn một mình Beat thôi, đang phải cố gắng gọi Electronic về bom xe B. Nhưng mà nếu Electronic đi thì đó là bỏ jungle cho đối phương. Để xem nào, rất cẩn thận kể lại. Và đây là cái đầu của Chelo dành cho Electronic. Tình huống được đưa về là 4v4. Sau khi player bỏ jungle chết thì MIBR họ không muốn lên B nữa, họ muốn chuyển hướng sang A rồi. Vẫn cố gắng fake B với một vài quả smoke và flash. Tuy nhiên thì Na'Vi vẫn đang giữ một đội hình 2A và 2B. Bom sai nào bắn chắc bom sai đó thôi. Bây giờ thì sẽ lại tiếp tục là một quả smoke che đi khu vực jungle. Hai người bò xuống từ pallet. Vị trí của Boomix này là đang hơi nguy hiểm rồi. Ít nhất là anh ta cần phải có mạng của Danoko. Nhưng bây giờ thì smoke tan đi và Danoko là người chiến thắng trong cuộc đối đầu tay đôi này. Simple phải một mình cân bốn thành viên MIBR ở đây thôi. Có lửa nhồi vào, Simple không còn vị trí đứng nữa nhưng vẫn có thể kê được pallet. Và bây giờ Simple, ôi rồi ôi, bắn hơi chậm nhưng không sao, một góc kê hơi hẹp dành cho Simple. Và để bắn được pha đó cũng sẽ là rất khó. Nhưng bây giờ thì Beat cần phải có mạng tới từ Beat để có thể nuôi giữ một chút hy vọng trong round đấu này, còn không thì sẽ phải đi xếp súng luôn. Nhưng flash là quá tốt từ MIBR. Danoko kiếm được mạng thứ hai rồi, Simple đổi một. Nhưng bây giờ thì là 2v3 và vị trí của MIBR vẫn đang là rất đẹp nha. Thật sự là khó cho Na'Vi và có lẽ là họ nên đi xếp thôi. Nhưng có vẻ như Na'Vi không muốn xếp. Hai player của họ vẫn đang áp sát vào khu vực quả C4. Electronic đang lao lên đầu tiên. Headshot tốt từ Electronic rồi. Có gỡ hay không đây? Simple với Electronic đều có kit. Bây giờ thì sao? Vẫn đang là 2v2. Thời gian không còn nhiều nữa. Electronic chết rồi. Simple đổi một nhưng không kịp. Và đó vẫn sẽ là round thắng dành cho bên phía MIBR mà thôi. 2v3 rất cố gắng đến từ cặp đôi Simple và Electronic rồi nhưng không thể làm gì hơn được nữa. 7-2 là tỷ số hiện tại đây cho MIBR rồi. Round thi đấu vừa rồi nếu như mà vị trí của Bone, à không, chính xác hơn đó là vị trí của Chelo ở người ở Ram, đúng không nhỉ? À không, đây là Danoko. Ừ, người ở Ram mà không toàn chết được Electronic thì đôi khi đã là một đoạn thắng này cho Na'Vi rồi. Rất nhiều smoke nhưng có vẻ đây là một quả smoke hở chân ạ, hơi đen cho Electronic. Và để xem, có vẻ như Na'Vi họ vẫn đang gặp khó trước những bài đánh của bên phía MIBR rồi. Thật sự là khó nha. Bây giờ MIBR họ
mỗi round họ thay đổi một tactic cho nên Na'Vi đang rất khó để bắt bài. Nhưng bây giờ thì sao đây? Danoko bị bắn yếu rồi. Electronic sấy được cái bạn của Danoko ở đây, đem về cái lợi thế hơn người dành cho Na'Vi từ rất sớm. Và 4 player còn lại của LIBA vẫn đang quyết tâm một đâm bê. Không, đó chỉ là một tình huống rút lui, tạm thời rút lui mà thôi. Na'Vi back về tận 4B rồi. Bây giờ thì MIBA đang đổi hướng khá là nhanh, nhưng Na'Vi cũng đang dần bách người về. Bumic vẫn đang là một tình huống đứng solo ở A thôi, nhưng khá là an toàn khi mà MIBA, các thành viên họ vẫn còn đang ở khá xa. Vấn đề là bây giờ với cái lượng liệu này, MIBA họ chẳng lẽ họ lại muốn tiếp tục lại một smoke ste và một smoke vào jungle như lúc nãy ư? Vâng. Phải hai round liên tục họ làm cái trò đó rồi. À, để xem nếu như MIBA đánh lên bom sai A thì bom sai A hiện tại chỉ còn hai người, Boomit và Beat. Beat có một quả nết, nhưng mà timing tốt thì vẫn là một quả nết chất lượng dành cho bên phía Na'Vi. Để xem nào, buff flan lên luôn đến từ MIBA rồi. Và trên lô sẽ là người tanh đầu. Yeah, ok, ọp thẳng vào CT chưa thấy ai cả. Một quả lửa check vị trí triple box nhưng mà nó không cháy đến Beat. Và thậm chí là Simple cũng đang back về bom sai A rồi. Chelo vẫn đang bò trườn ở đây. Và Chelo hơi sai thăm mình rồi. Beat là người đầu tiên có mạng. Beat vẫn trốn ở khu vực thùng ba này. Thậm chí là Boomit đổi mạng của Gel. Sở chỉ kịp đổi một trước khi phải nằm xuống. Một bình bồn lúc cờ khu vực connector. Làm gì đây? Khi tham chỉ còn đó là 7 giây mà thôi. Có lẽ là anh ấy sẽ xếp cho mình khẩu AK này. Và sẽ xếp thành công mà thôi. Vâng, hai bên liên tục ăn miếng trả miếng từng round đấu một. Vừa rồi thì đúng là hai quả smoke lại một quả che jungle, một quả che connect. Nhưng mà vấn đề là không có ai của Na'Vi đứng đó cả. Hai người đứng phối hợp từ default với cả triple box, đó là Beat và Boomix thì đã bắn rất tốt, thay nhau nhấp nhá ra vào. Và gần như MIBA họ vào bom xe A chay như vậy thì sẽ là rất khó khăn. Bây giờ thì lượng tiền của MIBA nó là hết sạch rồi. Họ vẫn mua được 3 khẩu AK. Nhưng nếu không đặt được C4 mà kể cả có đặt được thì mà thua thì có lẽ là MIBA sẽ phải hát bài trong round đấu sau. Chính xác, khi Chelo và Sở đang đều phải chơi cho mình hai khẩu lục. Thậm chí là Sở vác cả CZ ra khu vực middle để bắn nhau những khẩu AUG. Sẽ hơi khó, MIBA tạm thời vẫn đang chiếm quyền kiểm soát khu vực middle với 4 người. Lượng bom mìn sẽ rất đầy đủ dành cho MIBA thôi. Nhưng mà họ chỉ còn đó là hai smoke và một lửa. Và bây giờ thì Sipo flick trượt rồi. Có vẻ như hôm nay không phải một ngày thi đấu phong độ quá tốt đến từ Sipo. Với cậu ốp này, Sipo vẫn đang thi đấu khá là tự tin đấy. Nhưng mà chỉ là tự tin thôi thì chưa đủ, chúng ta vẫn cần thêm sự chính xác. Bây giờ thì bên phía Na'Vi bách thẳng hai người về bom xe B9, rất là đẩy ngược ra shot luôn, đổi hướng ra shot để kê lại middle khá là hack não tới từ Na'Vi. Nhưng Electronic ơi, làm gì vậy, nhảy ra giữa connector và nằm xuống. Nhưng Beat đổi một headshot được Danoko, bắn yếu được thôi. Beat làm cho mình cái một thứ hai, bắn nhau là cực cục xúc tới từ Beat. Boomix đổi một rồi, nhưng tình huống vẫn đang là 2v2 khi mà Danoko và Chelo cũng là những người có mạng. Nhưng vừa chê Simple xong thì Simple cũng đổi một. Và bây giờ thì sao đây, Chelo versus Simple. Vâng, Chelo, anh đã biết được là Simple ở bom sai B, nhưng Simple... Ô, đầy rồi! Bắt bài là tốt tới từ Simple! Cũng không phải là bắt bài, anh đã bắt buộc phải về bom sai A mà thôi. Vâng. Nhưng mà Chelo lại hack não kiểu gì mà lại bò vào jungle vậy? Em nghĩ rằng Chelo nghĩ rằng Simple sẽ lên ladder. Có lẽ là nghĩ rằng kiểu chạy ra shot. Vâng. Đấy, thế là đứng ở trong jungle chờ, không định hack não, nhưng không. Không có chuyện đấy. Vẫn là Carter Chí vừa bảo rằng Simple chốc xong thì Simple làm đôi luôn cho cẩn thận ạ. Và round thắng thứ tư đã đến với bên phía Na'Vi rồi. Để xem với cái đà này thì Na'Vi có lên được con số 5 không, khi mà MIBA chỉ là những khẩu lục không giáp. Bây giờ thì Chelo đã ra được đến khu vực tech cheat rồi. Và bây giờ Boomix mới là người gói đầu của Chelo. Lợi thế hơn người là có dành cho Na'Vi. Và quả lửa lầu này sẽ câu được rất nhiều thời gian của Bồn nhà. Và Perfecto thậm chí còn bắt được Danoko khu vực lầu B nữa. Đây rồi, đây chính là round thắng thứ 5 cho Na'Vi chữ đầu. Nào, một round mà rất dễ thôi. Một round rất dễ dàng dành cho bên phía của Na'Vi với những khẩu DE. Hôm vừa rồi các bạn bảo như là C4 rơi giang cổ. Sao tôi lúc nãy tôi thấy thoáng thoáng hình như là cái ông nhặt được C4 nhỉ? C4 rơi ở jungle ra thi đấu trước anh. Lúc anh nhớ như là Chelo nhặt được rồi, nhưng mà thôi không sao.
chết thì vẫn phải chết dưới tay của Simple thôi. Nếu mà tôi nhầm thì xin lỗi anh em. Đấy, lâu không cắt thì thỉnh thoảng quay lại kiểu nó hơi lú tí. Rất mong là anh em thông cảm cho chút. Và bây giờ thì nào, thắng nhanh lên nào Vi ơi. Ơ kìa, tôi bảo thắng nhanh lên mà sao Gel đã headshot được Boom Mid thế này. Làm gì nữa đây? Đặt được C4 này, hoàn thành mục tiêu từ em ạ. Không, không đặt được, không đặt được. Rồi đến đây thôi, em nghĩ đến đây thôi. Hai khẩu Deagle không giáp cấu được hai súng là khá là tốt thì cho bên phía MIBA rồi. Nhưng ra đi đâu sau thì Beat vẫn drop được khẩu ốp này dành cho Simple mà thôi. Còn MIBA họ lượng tiền này họ vẫn có thể bài được nhưng sẽ không có ốp dành cho Gel. Rồi, những tình huống bắn Deagle vẫn phải gọi là tin đến từ bot. Có vẻ như player này nếu như đi lầu A thì sẽ rất bay, nó như kiểu nội tai ẩn ấy. Nó là kiểu hợp phong thủy ấy, em, nó tăng kiểu 200% độ chính xác khi ở đứng trên lầu A chẳng hạn. Nhưng bây giờ MIBA phi nhanh bom xe A rồi. Một đòn hiếm hoi mà họ phi nhanh như thế này và Boom X đã phải nằm xuống khá là bất ngờ những beat đổi một. Lần đầu tiên nó ném smoke che đi khu vực connector nhưng mà lại hơi hở một chút về bên trái. Electronic spam chết được kèo. Nhưng C4 vẫn sẽ được đặt mà thôi. Lợi thế hơn người vẫn đang dành cho Na'Vi, thậm chí là Bone còn đang yếu máu nữa. Hơi khó cho bên phía MIBA để giữ được quả C4 này khi mà Na'Vi vẫn còn đồ. Nhưng mà Chelo headshot tốt được Perfector. Headshot được cái Electronic rồi. Chịu kiểu không được qua đa kill nhưng tình huống đang là 2v1, lợi thế rất nhiều và đảo chiều dành cho MIBA. Simple nào liệu có thể clutch được hay không đây khi mà từ đầu giờ anh ấy đang thi đấu như một người mơ ngủ vậy. Vâng, vẫn đang thu hút sự chú ý đối phương nhưng có một tình huống đổi vị trí là quá hay tới từ Sờ. Sờ lộ vị trí rồi thì phải. Bây giờ thì Bone nằm xuống nhưng Sờ headshot ngay Simple và đó là thằng thứ 8 dành cho MIBA. Ôi Chelo, một góc đứng quá khó nhưng tổng cộng ra thi đấu vừa rồi anh vẫn hoàn thành cho mình đó cái qua ra kiểu mở màn với cái với cái mạng của Perfecto. Đây nhìn mà xem. Ôi Perfecto với quả Flash Simple mù trắng xóa ạ. Và để cho Chelo một mình làm hết. Hai ông ăn Flash Simple. Vâng. Nhưng mà công nhận Chelo ở đấy bắn kinh quá. Đặt tầm phát là mồm rồi. Đặt phát là mồm. Rất sợ. Trời ơi. Em tưởng chừng như Na'Vi sẽ gọi là thu ngắn, thu hẹp khoảng cách. Nhưng mà rất bất ngờ khi mà MIBA lại với một cái round họ thiếu người, thiếu máu như thế mà họ vẫn giành được chiến thắng với sự tỏa sáng của Chelo. Bây giờ thì họ đang phải eco trắng. Na'Vi chỉ có cho mình những khẩu USB, một khẩu DE hơi yếu, hơi đúng yếu. Sẽ hơi khó để Na'Vi có thể làm gì đó trong round thi đấu này. Chủ động bắt bài đến 5B rồi. Có vẻ như những là vẫn là tactic đánh lộ đến từ thuyền trưởng rớt mà thôi. Để xem liệu MIBA họ có muốn vào B hay không đây. Đang di chuyển đến hai người ở khu vực B-shot rồi, không tạo một tiếng nào cả. Rất cục đến từ MIBA. Sau một round thi đấu đánh nhanh thì round này họ đang muốn bò trượt. Và đây rồi, xin một flash Gel nhìn thấy một người ở Ben và thậm chí là một người nữa ở B. Nhưng đây sẽ là một cái bẫy và Gel nên chạy, lùi chạy. Lại. Thôi thôi, su. Chạy. Đông, thấy hơi đông rồi. Đông. Kiểu sao đông ý nhỉ. Thôi, sủi vậy. Chạy thôi. Và bây giờ thì có vẻ như đoán rằng Na'Vi là stack người ở B rồi. Thực ra thì cũng sẽ đoán thôi. Tại vì chắc chắn là hai team sẽ gọi là tìm hiểu về lối chơi của nhau và kiểu thấy rằng ba người đứng ở B là kiểu gì, đoán được mấy ông còn lại ở đâu. Chả có lý do gì để mấy khẩu USP lại đi lẻ như vậy cả. Nào, bây giờ thì Danoko rất tự tin. Đó cũng là hai mạng mà thôi, Simple đang yếu máu rồi. Để xem liệu Na'Vi có làm được trong round thi đấu này hay không. Không đầy, lượng về người là đều nhau nhà nhưng mà Chelo bắt được Electronic rồi. Còn hai người nữa ở CT và Boomish đã phải nằm xuống. Một binh Simple với 8 máu có đi gồ thật đấy. Liệu có làm được gì hay không đây? Để xem nào, có một người ngay bên phải anh rồi. Round này mà bắt được khoảng 3 súng thì sẽ là rất tuyệt vời. Nhưng mà đứng ở đây Simple chỉ còn 8 máu, liệu bị C4 nổ chết nhỉ? Không được rồi, C4 chưa kịp nổ thì anh ấy cũng đã phải nằm xuống. Hai súng thì sẽ không ảnh hưởng lắm nhưng mà ba súng thì sẽ là tuyệt vời. Sẽ là gọi là khiến cho lượng kinh tế của MIBA tuy là round cuối cùng rồi nhưng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Còn hai súng thì không sao, không ảnh hưởng gì đến MIBA cả. Còn bên phía Na'Vi thì có lẽ là với cái lượng tiền của mình họ vẫn sẽ mua được thôi, chắc chắn thôi. Simple có ốp không giáp. Khá là cục đến từ Simple và Boom Mid cùng với Perfecto đang hai khẩu súng yếu, Farmat cùng với MP9. MIBA ra thi đấu này họ vẫn bài được thôi và Simple ra mình cực tốt, bắt được Chelo rồi.
Lợi thế hơn người đã có dành cho Na'Vi. Bên phía MIBA không có một khẩu ốp nào cả thì ra mid làm gì? Để Simple nó bắn cho Bồn vẫn đang muốn bỏ trườn khu vực A đây và Bồn phải nằm xuống. Hai, đó là lợi thế hơn người dành cho Na'Vi. Hai người rồi, bên phía MIBA đang muốn phi lên khu vực connector nhưng mid ở đây, mid chỉ kịp đổi một. Giờ là người có mạng nhưng biết vẫn còn một người nữa, giờ chỉ bắn yếu được boom mid thôi. Hơi đen dành cho Sở. Để xem MIBA có làm được gì hay không đây. Một quả lửa và vị trí của Bumit đang hơi xấu. Và có vẻ như đã nhìn thấy lưng của Electronic rồi. Nhưng Electronic mới là người bắn tốt hơn. Một vs 4 player người Brazil này sẽ rất khó để xử lý. Và đó là cái mạng tiếp theo dành cho Electronic. Vâng, một round khá dễ dàng dành cho Na'Vi. Và bây giờ thì chúng ta cũng nghỉ ngơi trong đôi phút và chờ đợi đến giờ second half rồi. Redemption, time for salvation. Today is meant to be day of victory, time for history. Rebirth's a tendency, fight the entropy, channel your rivalry. You're playing for fortune to come. Gentlemen, xin chào mừng các bạn đã đến với The Second Half, trận đấu giữa Na'Vi cùng với đó là MIBA. Và chúng ta cùng xem là Na'Vi khoảng cách chỉ là 3 round mà thôi, thắng Rapistone này hoàn toàn có thể gỡ hòa được. Và họ sẽ làm gì bên phía T-side đây? Đây rồi, đang chuẩn bị ném ra một thứ gì đó tới từ Bumix. Có vẻ như đây là một quả smoke để che đi vị trí jungle và bắt đầu tanh lên bom sai A luôn đến từ bên phía Na'Vi. Bom sai A hiện tại chỉ có một mình Sở rồi. Sở cần thi đấu tốt trong round thi đấu này. Và Sở bắt được một mạng, đã lộ vị trí và đo rồi. Mạng này cho Bit.
thì lợi thế về người vẫn đang cân bằng. Để xem MIBA họ sẽ làm gì đây. C4 được đặt thành công cho bên phía Navi. Nhưng bây giờ thì bên phía MIBA còn 4 người và họ đi vào từ connector, một khu vực cực kỳ hẹp. Nhưng Danoko đã headshot đi được beat rồi. Nào, simple khẩu P250 chứ danh. Liệu có thể làm được hay không? Nhưng bây giờ có lửa rồi, vị trí của simple thôi xong, hết góc đứng. À, đây là một quả lửa không quá khó dành cho simple để có thể né được. Và bây giờ thì simple có 1, không có 2. Vẫn chưa thấy 2 đâu thì đồng đội đã làm hết rồi. Và tình huống là 1 vs 2 dành cho Cello. Cello headshot để Electronic đấy, nhưng anh ta không có kit. Gần như là sẽ không có cơ hội trong tình huống này nữa rồi. Và đó sẽ là thắng Pistol dành cho bên phía Navi mà thôi. Đúng vậy, nhấp nhả rất khéo đến từ Boomage. Và để xem là Cello đã hoàn thành cho mình cái triple kill, nhưng cũng sẽ bị bom nổ chết mà thôi. 7-9 dành cho Navi. Rất có thể Navi sẽ lên được con số 8 khi mà bây giờ là MIBA họ sẽ yếu tiền. Nếu Frostbite luôn sẽ chỉ là những khẩu Deagle và cái giáp 2 mà thôi. Đấy cũng là một phần của sự không hẳn là bất lợi, nhưng mà sự khác biệt của bên phía T-Side và City. T-Side dù có thua Raw Pistol, nhưng mà nếu mà đặt được quả C4 thì cái lượng súng nó vẫn rất là dồi dào, với những khẩu Galil, thậm chí có 1-2 khẩu AK đầy đủ lắm. Còn bên phía T-Side thì thôi, chỉ có cầm DE với Scout, chả biết làm gì hơn. Thậm chí rằng theo như em đánh giá thì những round thi đấu Frostbite của T-Side nó sẽ là lợi hại hơn, khi mà kể cả 5 khẩu súng yếu nhưng đi cùng nhau vẫn sẽ là khẩu súng mạnh vào đây rồi. Sờ hơi tò mò trên lầu, Electronic chưa bắt được nhưng mà cũng có thể giữ lại cái lầu A này cho bên phía T-Side rồi. Để xem Navi họ muốn đánh lên đâu đây. Bây giờ hơi sai tâm minh đến từ Navi. À không, chính xác hơn là Electronic. Và bộ đôi của bên phía MIBA đang muốn đẩy ram. Perfecto sẽ là người kê lại mấy mạng này cho Perfecto đây. Đây rồi, một mạng này cho Perfecto. Chưa có double kill khi Cello là người bắn tốt hơn. Và thậm chí là Electronic đã bắt được sờ trên lầu rồi. Một mình Cello chống Mafia như thế nào đây? Cello có double kill và không có triple kill dành cho Cello. Thậm chí là Simple, à không, chính xác hơn là Beat cũng bắt được Danoko khu vực lầu B rồi. Một mình Bồn, một vết 3. Một vết 3 cho Bồn là hơi khó. Anh ta có vẻ như đang lựa bắt vào cái vị trí của Beat khi mà back về từ B hơn. Nhưng Beat thì chạy rất nhanh, đã hội tụ về bom xe A với những người đồng đội của mình. Bây giờ thì móc vào. Nào, cố gắng móc về bom A-Ram. Nhưng mà sẽ rất khó. À, vẫn đang đi tìm ông kia. À, đi tìm súng. Súng nhưng mà có ai chết ở đấy đâu mà tìm súng. Chắc là đi tìm Beat. Nhưng mà đi tìm Beat. Đúng vậy. Nhưng mà không thấy. Trời ơi, muốn tìm nhưng không thấy. Những round thi đấu Frostbite của bên phía City Side thì nó sẽ ít đáng sợ hơn khi 5 khẩu súng yếu thì họ phải stack với nhau. Nếu như đập lô chúng thì đôi khi là một round thắng, nhưng mà hơi khó rồi. 8-9 và round thi đấu này rất có thể là 9 đều rồi khi MIBA lượng tiền gần như là không có, chỉ có mỗi một mình Bồn là xếp cho mình được cái giáp 2 cùng với khẩu Deagle thôi. Để xem Navi họ sẽ triển khai round thi đấu này như thế nào đây. Với cái phong cách của Navi thì tôi nghĩ rằng họ sẽ chơi vẫn sẽ là chậm rãi một chút. Nào, di chuyển đi đâu đây? Vẫn tản người ra khá rộng để tránh việc bên phía MIBA đẩy cục. Cũng hợp lý thôi. Navi thì bắn T-Side thì chúng ta đều biết rồi, là một đội thi đấu rất là chậm rãi như thế này này, từ tốn, không có gì vội vàng cả. Nhưng phần nào đó ở trong những round như thế này thì nó lại thành một con dao hai lưỡi. Khi mà vào chậm quá thì hên xui ông nào đấy cầm C4 mà ngã xuống là cũng sẽ rất nguy hiểm. Đâm ra là Navi cũng nên cẩn thận. Chính xác rồi. Bây giờ thì MIBA đang bắt bài đến tận 5 người ở A rồi. Và Navi đang chuẩn bị về A. Vâng, và em nhìn thêm vị trí của GL đang có một khẩu rớt. Liệu xem có trích điện được ai hay không đây. Đang bắt bài ngồi đến 4 người trong bom xe A đến từ MIBA. Nếu như Navi lên A thì sẽ là một tử địa đó nha. Để xem nào. Biết đầu xe đáp bài rồi, Electronic sẽ bò từ lầu ra đối đầu với anh xe Danoko. Có vẻ như đây một góc ngồi rất kín đến từ Danoko. Electronic chắc chắn là chưa ngửi thấy điều gì mà đâu. Bắt đầu tanh lên tê chít đến từ bên phía Navi rồi. Và bây giờ lộ mặt ra, Zippo bật chết được Danoko. Cello đổi một trước khi phải nằm xuống, nhưng bom sai à, vẫn còn đó là 3 người. Giao headshot chết được Zippo, Boomix đổi mạng của Giao. Tình huống đang là 3v2, vẫn có cơ hội cao dành cho bên phía Navi. Flat pop ra để có thể di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng không, đó là mạng dễ dàng cho Bồn thì đúng hơn. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình sờ với 1v2 và khẩu USP thì thật sự là quá khó cho anh chàng này thôi. Bắt được một người cũng đã là rất tốt rồi. C4 sẽ được đặt dành cho Navi. Thiếu 1v2 này thì có trời mới cứu được sờ. Thậm chí anh ta còn không có giáp.
và góc kê của hai người với Navi là quá đẹp. Đúng vậy, không giáp không kít, tết quả bom này như thế nào đây? Mạng dành cho Bumit, triple kill dành cho IGL bên phía Navi rồi. Một round thi đấu mà suýt chút nữa thôi MIBA có thể làm được. Nhưng với những khẩu UFP như vậy mà bắt được đến 3 súng bên phía Navi thì cũng là tốt rồi. Round thi đấu này MIBA vẫn có thể full buy được, nhưng sẽ là một key round dành cho họ. Và thậm chí là lượng tiền của bên Navi cũng không phải quá nhiều nhá. Khi em để ý rằng hai round thi đấu vừa rồi họ đều một round thì mất 2 người, một round thì mất 3 người. Lượng kinh tế không phải quá ổn định bên từ Navi. Nào, ốp dành cho Simple và ốp dành cho Yell. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Simple thì đang ở đâu? Simple lại đang pick người ở lầu B rồi. Vậy là sẽ không gặp được, khó mà gặp được Yell từ hướng này. Trong khi đó Yell cũng đang kéo ốp về khu vực bom site B. Khá là khó chịu. Gần như là MIBA họ chỉ lấy thông tin ở Mid Collector thôi. Nhưng Yell bị Simple kê trước rồi. Và ngay lập tức anh ta đã phải nằm xuống. Lợi thế người dành cho bên phía Navi. Đúng vậy, hơi tò mò đến từ Yell. Lợi thế hơn người là có dành cho Navi. Và để xem Chelo liệu có đoán được gì hay không đây. Khi Navi đang di chuyển đến 4 người ở Mid. Và đó là cái đầu dành cho Beat. 3v5 Navi không nên đánh rơi ra thi đấu này. MIBA họ đang muốn bắt bài, bắn đến 3 người bóng sai A. Và bên Navi thì lại đang muốn vào B rồi. Quả C4 này vào B thì sẽ là chắc chắn hơn rất nhiều cho Navi nhà. Tỷ số sẽ là 19 mà thôi. Thậm chí là Sipo còn bắt chết được sờ nữa. Nhưng Danoko đang lẩn trong quả smoke này. Liệu Danoko có đoán được một người dưới underpallet hay không đây? À, chính xác hơn đó là underpass. Sipo cầm bom nhưng vẫn chưa muốn vào bom sai B. Vẫn đứng ở short kê rất chi. Bây giờ thì quả bom sẽ đặt thành công này cho Navi và sẽ là 19 mà thôi. Thắng thì kiểu gì Navi cũng thắng thôi. Họ đang cố gắng bắt thêm súng của bên phía MIBA khi mà các player của MIBA cũng đang hơi thiếu thông tin. Họ không dám di chuyển ra một góc khác và ôi trời ơi. Đây rồi. 1.500 tiền. Ây rồi. Họ quá thiếu thông tin. Họ sợ, họ không dám về T-Bay, họ không dám lên pallet. Họ chỉ đứng lại để bắt súng, nhưng mà không hẳn là bắt súng nữa, chỉ là họ không dám đi đâu mà thôi. Đúng vậy. Và chính xác hơn đó là 1.800 tiền với tổng mạng Bumit có được trong ra thi đấu vừa rồi, với một mạng chìm và một mạng bắn bằng AK. Tuyệt vời hay cho Bumit mà thôi. 19 ra thi đấu này MIBA họ sẽ yếu tiền. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để Navi vươn lên dẫn trước sâu bên phía MIBA. Và đang có hai người đẩy khu vực underpass đến từ Made in Brazil. Để xem nào, người đi lâu B sẽ là vị trí của Perfecto. Perfecto nên cẩn thận trong round thi đấu này nếu như không muốn rời khẩu AK trị giá cả triệu đô. Nào, vẫn có flat rất cẩn thận xuống underpass, tôi đang nhìn đây nha. Perfecto, xem nào, thêm quả nữa. Đây, Perfecto sấy xiên cả đôi luôn. Nhưng mà ở bom xe A thì Chelo đổi 1. Tình huống chắc chắn rồi, vẫn sẽ hơn người và lợi thế rất nhiều dành cho Navi. Nhưng mà thôi, round này thì cũng không nên mất quá nhiều súng. Tuy là lượng tiền của Navi thì cũng đang không phải là ít, nhưng cũng chả tội gì cả. Vẫn đang rất chậm rãi tới từ Navi. Họ sẽ đánh lên bom xe A mà thôi, nơi mà Bon và Chelo cũng đang ở khá gần. Đúng vậy, lượng tiền Navi chưa phải quá dồi dào. Họ nên đi chung, không nên để đánh rơi thêm mạng nào cả. MIBA, Bon và Chelo đều có Deagle và Giáp 1. Chúng ta đều biết rằng hai player này ở bên phía MIBA bắn đi gồ tín đến như thế nào, và để xem liệu có bất ngờ nào dành cho bên phía MIBA hay không đây. Quả C4 này vẫn sẽ được rất từ từ được đặt dành cho bên phía của Navi mà thôi. Retake đến hai người, một người connector và một người ở khu vực jungle. Đối đầu với Chelo sẽ là Simple, và đây rồi, một đầu dành cho Chelo. Vẫn có thể làm được đến từ MIBA nhà, cho dù họ không có kit nhưng có vẻ như họ chỉ muốn bắt súng mà thôi. Chelo chạy thẳng về khu vực T7, kê lại các player bên phía Navi. Chelo bắn rất kinh nha, hiện tại Chelo có đến 18 frag rồi. Cũng gọi là cao thứ nhì cái map này. Khi mà Simple bên kia cũng có 19 frag. Ái chà, anh chàng Simple này tôi quay đi quay lại một lúc mà không khen không chê gì cái là bứt lên ngay. Đấy, lại anh thử frag nói ngay. Gì đấy đi anh. Tôi chưa phải lúc giờ, chưa phải lúc. Đây rồi, Bumit headshot được bồn. Và mạng thứ hai dành cho Chelo. Eco chúng vẫn bắt được 3 súng đến từ MIBA. Lượng kinh tế của Navi chỉ cần họ thua 2 round liên tục cũng là hết. Và MIBA họ sẽ đối đầu với một key round nữa. Thậm chí là round thi đấu này MIBA đang có setup double up. Chelo cũng sẽ lên cho mình khẩu AWP này. Để xem nào, liệu có tạo ra bất ngờ trước các thành viên bên phía Navi hay không đây.
hai ốp tới từ MIBA, và liệu có giống với những người đồng hương Kuya không? Kuya chơi hai ốp rất tốt. Nào, Diao góc kề là đẹp và Bumix đã phải nằm xuống rồi. Góc kề rất đẹp dành cho Diao nha. Ngay lập tức thì bên phía Navi họ né hoàn toàn khu vực middle này luôn. Vậy là chuyển sang một hướng khác, đó là underpass di chuyển vào, nhưng thật sự vẫn sẽ là hơi khó. Đội hình của MIBA vẫn đang khá là chú trọng ở khu vực mid, cùng đó là cả bom side B, khi mà đứng đến hai người gần như là đứng ở B shot để nhìn được cả mid và bom side B cùng lúc. Bây giờ bên phía Navi thôi xong, cống thêm mạng cho Gel rồi. Hai khẩu ốp này, chính là khẩu ốp của Gel vẫn đang rất khó chịu. Các thành viên Navi họ bỏ đi chiếm vị trí, nhưng mà gần như là toàn gặp khẩu ốp kia trước như thế này thì sẽ rất khó để di chuyển nếu không có flash được pop vào. Đúng và vậy. Bây giờ thì sẽ đến lượt Electronic. Nào, đi ra một chút nữa thôi là sẽ phải nằm nha anh, nên cẩn thận. Để xem Navi với bất lợi về người như này thì họ sẽ làm gì đây. Rồi thi đấu này họ nên bắn, kể cả là không thắng thì cũng nên bắn yếu súng của các thành viên bên phía MIBA đi. Perfecto nhìn thấy người rồi và Electronic bắp chết được sờ. Lợi thế về người đang được rút ngắn cho Navi, và Gel với khẩu ọp này vẫn đang kê rất chắc chắn. Electronic vẫn chưa ra được khỏi khu vực lầu A đâu nha. Để xem nào, đây rồi, mạng thứ 3 dành cho Electronic. Nanoco xảy lỗi, mạng thứ 4 dành cho Gel rồi. Để xem nào, không có Ace, khi mạng cuối cùng lại là dành cho Bonker. Hơi đáng tiếc dành cho Gel, suýt chút nữa là một cái A rồi. Suýt thôi, nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Lúc đấy thì tôi thấy Simple đang đẩy vào gần lắm rồi, và Bon mà không cứu kịp thì có khi là ăn một phát no scope ngay. Đúng vậy. Nhưng đó cũng là một round mà Gel đã bắn quá tốt. Có thể thấy rằng Gel bắn chủ động đến mức nào. Những góc mà Gel kê trước không cần phải flick gọi là quá dẻo gì cả, nhưng những góc kê trước đấy thật sự là quá lợi thế và quá chủ động với khẩu ốp. Bây giờ thì Chelo là người bắn nhau ở middle. Hôm này cũng là khá đẹp nếu không có flash. Và Bumix lần này ăn đạn vào chân, khá là may mắn. May mắn là chàng béo này khi không phải nằm xuống. Và bây giờ thì một góc đẩy lâu quá đẹp đến từ Danoco. Electronic cần check lại cẩn thận, và đây rồi, cái đầu là dành cho Danoco. Lại một đoạn thi đấu nữa mà Navi họ mất người, thậm chí là Bumix chỉ còn đó cho mình là 16 máu. Làm thế nào đây, vẫn đang di chuyển đến hai người ở khu vực underpass, nhưng mà Chelo đang muốn kéo off lên khu vực lầu B rồi. Lượng thông tin sẽ là khó dành cho MIBA nha. Và một cái ốp ở lầu B thì sẽ là rất khó chịu. Các thành viên của bên phía MIBA họ biết rằng họ bỏ khu vực middle cho Navi thì họ cần phải bắn lùi sâu hơn, và thậm chí họ có được những cái lợi thế khi mà đẩy cả pallet lẫn lầu B. Như thế này thì dù Navi có đi đâu thì bên phía MIBA vẫn sẽ có một cái thế gọng kìm vào thôi. Đúng vậy. Và thậm chí là Navi chuẩn bị VA, mà VA thì sẽ rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm nha, hãy nhìn vào vị trí các thành viên của MIBA kìa, gần như là họ chuẩn bị sẵn cho một pha tấn công lên từ connector của Navi rồi. Và thì đầu này Navi họ di chuyển đâu cũng sẽ là khó rồi, khi MIBA họ răng như quỷ ở map thi đấu Mirage này. Và nếu như bò vào jungle thì sẽ phải đối đầu với vị trí của Bon. Bon đang có góc kê đẹp, nhưng có vẻ Bon lại muốn căn tham minh rồi, để một người bò qua. Liệu Bon biết được lượng thông tin này hay chưa đây? Bây giờ thì nếu vẫn tiếp tục tò mò thì đó là cái đầu dành cho Bon. Chỉ có 3 người bên phía Navi mà thôi. Không, thậm chí là Chelo bắt được Perfecto nữa. Simple, đây rồi, mạng đầu tiên là cho Simple. Bumix cũng đã lộ vị trí. Hết tạm rồi. Và hết tạm rồi, họ không thể vào bó dài kịp nữa. Và Navi xếp xuống luôn. Bò quá chậm rãi, và có thể nói là cũng quá thiếu thông tin. Họ không biết phải đi đâu về đâu nữa cả. Đúng là các player bên phía CIS họ đánh rất chậm, những tham minh cuối cùng thì mới bắt đầu vào. Đó là điều mà chúng ta đã nói về việc nó nguy hiểm như thế nào. Tình huống vừa rồi thì đó là vị trí của anh chàng Perfecto cầm bom vào shot, nhưng mà lại để bị bắn rơi quả bom này thì đúng là hơi khó cho Simple cùng với cả Bumix để xử lý nốt phần còn lại. Vậy họ vừa thiếu người mà họ vừa gọi là thiếu đi cái phạm vi di chuyển nữa, khi mà chúng ta thể thấy rằng MIBA đã có những pha di chuyển rất là tốt. Như tôi đã nói, họ đẩy lên lầu A, họ đẩy lên lầu B, họ chủ động nhường mid đối phương luôn. Nhưng vấn đề là chiếm mid rồi Navi đi đâu thì họ chưa giải được cái bài toán đó. Và thậm chí là đứng ở trên lầu A hay lầu B thì những cái khẩu ốp của MIBA kê xuống nó vẫn sẽ là rất khó chịu, không khác gì là kiểu những cái ụ pháo từ trên cao họ bắn xuống cả. Chính xác. Navi bây giờ thì phải nghĩ ra một cách nào đó để phong tỏa được hai cái khẩu ốp này, để làm khó được cái khẩu ốp của Gel và Chelo thì mới có thể chiến thắng được.
Vâng, nãy giờ thì tactic double từ phía MIBR đã tỏ ra rất hiệu quả khi ngay lập tức đó là hai round thắng liền dành cho MIBR, và bây giờ sẽ là một key round dành cho bên phía Na'Vi nhà. Nếu như họ thua round thi đấu này, MIBR rất có thể lên được con số 13. Còn lượng tiền bên phía MIBR cũng không phải là quá nhiều khi Danoko và Bon cũng không còn quá nhiều, thậm chí là Chelo cũng chỉ còn đó 1.000 mà thôi. Bán ở bên phía City side thì luôn luôn cái lượng tiền nó sẽ rơi vào diện nguy hiểm. Ngập ngoài. Đúng vậy. Nhưng mà thôi, dù gì cũng là bù lại thôi. Họ có lợi thế với những góc kê trước mà. Đối phương phải về phía họ, phải đi về phía họ mà. Cho nên là vẫn sẽ là cân bằng. Bây giờ thì gieo sờ mốc. Mà tan đi thì gieo sẽ có một bữa tiệc ở đây. Nhưng flash nhưng vẫn có mạng. Một pha bắn rất cảm giác như Electronic Headshot đi sờ rồi. Gieo đang phải đứng một góc cô độc quá. Và liên tục là những cái mồm dành cho Beat. Vâng, Na'Vi ở bom xe chỉ còn một đối thủ rồi, đó là Chelo. Chelo đang thả mình nhưng Na'Vi đoán rằng có ai đó ở Ram. No scope không, đó là quick scope rất chính xác, bắn liều được Perfecto. Và bây giờ thì quả C4, Perfecto còn 3 máu. Tình huống là 2v2, lợi thế hơn, không, lợi thế dành cho Na'Vi thì đúng hơn khi mà Chelo lại hơi tò mò. Nhưng Danoko biết được vị trí của Simple ở đâu, biết được Perfecto ở đâu, và hai người của Na'Vi đang yếu. Thì Danoko liệu có thể làm được không đây? Vâng, bỏ vào đây rồi, nhưng Simple no scope là chính xác, và đó là thằng thứ 12 dành cho Na'Vi. Một round thi đấu mà suýt chút nữa thôi thì MIBR có thể làm được. Cho dù là tình huống là 4v2, nhưng mà Chelo đã bắn tốt khu vực Ram, thậm chí là sự cover của Danoko nữa, đưa về tình huống là 2v2. Rất nguy hiểm dành cho Na'Vi. Thậm chí là em để ý rằng trên player của Danoko có quả nết. Nếu như đó quả nết vào vị trí của default thì người đặt bom bên phía Na'Vi đã phải nằm xuống. Có lẽ là anh ta không muốn bị lộ vị trí. Có thể thấy rằng anh ta bò và rất sát ở trong bom ra. Nhưng mà Simple thì cái khoảng, cái game sen để Simple can thăm mình nó thực ra cũng rất là ảo nha. Tâm ra là đúng lúc mà Chelo bò vào gần thì Simple cũng nhá ra một nhịp ngay. Thì MIBR sẽ hơi gặp khó khăn. Gần như sẽ là ra thằng thứ 13 dành cho bên phía Na'Vi. Chưa chắc đâu, khi bên MIBR họ đấy, có đấy, một có một khẩu Evo đúng không? Đúng đấy, đây sẽ là 1% còn lại. Đấy, thấy không? Trời ơi. Wow. Hero M4 đến từ vị trí của Sở, và để xem nào, liệu M4 này có làm được điều gì hay không đây, khi mà trong đoạn thi đấu trong cái map thi đấu này Sở mới chỉ có 11 mạng nhà, đã nhìn thấy một người rồi. Nhưng những cái phát đạn M4 này sẽ làm cho Na'Vi tưởng rằng MIBR vẫn full bài và họ sẽ phải đánh rất chậm lại mà thôi. Na'Vi thì vẫn là đang rất cẩn thận, họ lại chiếm mid rồi. Nhưng lần này thì họ bỏ lại hai player mid. Sau đó thì sẽ đánh về bom CB, thường đánh short to B. Và Danoko và Bon sẽ phải làm thật tốt. Và hơi khó cho vị trí của Sơ. Không, anh ta bỏ về market và bắt bài một tiếng di chuyển ở bom CB. Có vẻ như sẽ là chính xác thôi. Đúng liệu ba người của MIBR có thể cản lại được các thành viên Na'Vi hay không đây? Không còn đồ gì để trả ra từ MIBR nữa rồi. Sẽ phải là bắn nhau chay. Nhưng một quả smoke trên lầu vẫn đang là khá đẹp dành cho MIBR. Đúng vậy, Gio đã có tình huống đẩy đến tận sau lưng với các player bên phía Na'Vi rồi. Nếu như vào bom xe B thì sẽ gặp ba người và một người kẹp thì đằng sau nữa đó nha. Đây rồi, hơi sai tâm mình đến từ Electronic. Mạng đầu tiên là dành cho Danoko. Vẫn đang múa rất dẻo, không có sự cố gắng đáng khả. Nhưng mà đánh tội, Gio bắn lưới. Nhưng tâm mình chỉ còn đó là 6 giây mà thôi. Round thắng thứ 12 đã dành cho MIBR. Ơ không, đặt bom vẫn thịt. Là Na'Vi chứ, kìa. Đối em. Hơi nhầm. Vâng, quả đấy mà người móc lầu mà bắn tốt thì hoàn toàn sẽ là thắng được. Nếu bắn được hai mạng trên lầu, quả C4 mà rơi trên lầu thôi thì MIBR sẽ thắng. Nhưng mà cũng chỉ gọi là trong khoảnh khắc. Thật sự thì thắng với thua nó chỉ ở trong khoảnh khắc mà thôi. Đúng vậy, một round thi đấu mà gieo, nếu như mà anh ta cẩn thận hơn, anh ta bắn những viên Deagle đó chính xác hơn một chút nữa và rơi được quả C4 thì đó đã là round thắng thứ 12 dành cho bên phía MIBR rồi. Nhưng rất may cho Na'Vi khi tham minh chỉ còn đó là đúng 1 giây để họ đặt được quả C4 này. Và dù sao thì ông tổ đánh chậm cũng đã có round thắng thứ 13, và round thi đấu sau MIBR vẫn có thể bài được thôi. Chelo sẽ có ọp. Đánh chậm như này luôn là một con dao hai lưỡi, và suýt nữa thì Na'Vi bị dao cứa vào tay. Vậy Simple đã bắn tốt, dây đặt bom vừa kịp luôn. Pha đấy kịp. Mà chỉ cần nằm xuống thôi là chắc chắn là thua mà. Trời ơi. Hơi đáng tiếc dành cho các player bên phía của MIBR.
cách vẫn đang là 2 round thì nó cũng là khá mong manh. Hoàn toàn MIBA vẫn có thể san hòa được, nhưng vấn đề là họ đang bán ở City Side. Bây giờ thì đang là key round rồi, và Na'Vi mà thắng được round đấu này thì gần như sẽ là những match point liên tục dành cho họ. Chính xác như vậy. Nhưng mà lượng tiền bên Na'Vi, Electronic và Beat cũng không còn phải quá nhiều. Và bên phía của MIBA vẫn là setup double op dành cho Yeo cùng với Chelo thôi. Chelo đang muốn đẩy op lên khu vực lầu A, và Electronic có thể gặp nguy hiểm nha. Để xem nào, Electronic liệu có đoán được gì hay không đây. Nhá rất khó chịu và Chelo đã mất kiên nhẫn rồi. Chắc chắn Electronic có được lượng thông tin này, cũng nên lùi về cẩn thận thôi. Tuy nhiên thì biết rằng có một khẩu ốp trong bom xe A thì Na'Vi có lẽ cũng sẽ hơi rè chừng một chút. Nhưng vấn đề là vẫn còn thêm một khẩu ốp nữa của Yeo cơ. Nào Yeo thấy rồi, thì cũng bắn rất nhanh của Yeo, và boom mic một lần nữa lại phải nằm xuống. Nào có double kill không đấy? Đó là một pha pick tốt của Beat. 4v4, Electronic bỏ ra, nhưng bây giờ sờ kê trước rồi, lợi thêm người lại dành cho MIBA. Vẫn Na'Vi bỏ lẻ để chiếm vị trí, nhưng một lần nữa họ đang không quá thành công. Vâng, và Danoko có vẻ như chưa lộ vị trí vào đây rồi. Một bạn theo Danoko chỉ có là bắn yếu Perfecto cũng Beat thôi, nhưng Beat cũng là phải nằm xuống. Và Chelo hoàn thành cho mình cái double kill, mang về round thắng thứ 12 dành cho MIBA. Đó đi đâu vừa rồi, Na'Vi họ mất hơi nhiều người đi lẻ, và liên tục những tình huống đi lẻ đó thì họ phải trả giá mà thôi. Và thậm chí rằng có vẻ như em đang nghe thấy tiếng lửa đốt vào vị trí của Danoko. Nghe thấy, nhưng mà nghĩ rằng là đối phương lùi về. Không nghĩ là Danoko lại dám đẩy qua quả lửa như thế. Danoko vừa rồi bắn liều, thật sự là một pha rất liều. Bắn rất cục để từ gặp play ở bên phía MIBA. Và phần thưởng cho họ chính là round thắng thứ 12 này. MIBA vẫn đang gây ra rất nhiều sự khó khăn cho Na'Vi. Có vẻ như là Na'Vi đang hơi bị lượng tiền của họ đang là khá ít ỏi để có thể mua được súng. Và gần như sẽ là cơ hội để cho bên phía MIBA gỡ hòa. Mắt ông này thâm nhỉ? Mắt ông Bôn này không sao thâm thế. Em còn nhớ đến con cú, con cú ở trong phim cái gì nhỉ, con chim gì xanh xanh, à Rio ấy. Đấy. Ờ em biết mắt rồi. Giống con mắt con cú đó. Rio là con vẹt chứ, con vẹt nhỉ, con vẹt. Cũng là một bộ phim của Brazil. Đấy. Nói về Brazil. Có khi là mấy ông này lại kiểu na ná nhau ấy, con vẹt đấy. Vâng, để xem. Đây sẽ một round thi đấu mà MIBA họ đứng trước cơ hội rất lớn để cân bằng tỷ số trước các Na'Vi nhà, khi mà bên phía Na'Vi họ chỉ là 5 khẩu lục không có giáp mà thôi. Thậm chí là Beat cùng với Electronic đang chơi với 2 khẩu lục. Thì cơ hội nào dành cho Na'Vi đây? Chúng ta cần Simple, chúng ta cần Boomit cũng như là Perfecto phải bắn tốt và tỏa sáng trong round thi đấu này. Nào Na'Vi họ đang vây bom xe A lại từ rất sớm. Chỉ là những khẩu lục. Đây rồi, cẩn thận. Round này mình có những khẩu lục thôi, hiểu không? Mình phải cẩn thận. Đúng vậy. Mà thậm chí đã nhặt về được khẩu M4 rồi. Bom xe A đang bị chia cắt hoàn toàn với bom xe B. Nhưng vẫn chỉ là những khẩu lục, hãy nhớ nha. Hỏa lực của MIBA là hơn hẳn. Gieo vào bồn liên tục là những người có mạng. Và Sơ cũng đang bắn cực kỳ ở đánh đá. Ngay lập tức thì lợi thế người lại dành cho MIBA. Và với sự vượt trội về mặt súng ống như thế này thì Na'Vi lại gặp khó. Boomix liệu có thể cứu được cho bên phía Na'Vi hay không? Đây lộ vị trí rồi, một mạng dành cho Boomix nữa. Nào, headshot đi được Sơ và đưa về là 2v2. Thì liệu có thể đạt được quả C4 hay không? Lại chạy ngược về B, rất thách não tới từ Boomix. Nhưng vấn đề là Danoko đang đẩy lên và nguy hiểm cho Perfecto quá. Anh ta không chạy được nữa rồi, và 2v1. Bố mình ít nhất thì cũng phải cần đặt được quả C4 để đem tiền về cho những người đồng đội, rồi làm gì thì làm. Có vẻ quả C4 này sẽ được đặt thành công đôi khi hai play bên phía MIBA. Tâm nhìn của họ đang đều là thẳng vào khu vực bom xe A mà cờ. Quả C4 sẽ được đặt thành công, và để xem nào, liệu Boomix có tình huống A-class hay không đây. Nếu như mà A-class thật thì đó là một cú búp tinh thần cực kỳ lớn cho các play bên phía Na'Vi nha. Để xem nào, Boomix đang chọn cho mình vị trí đó là ghế đá, và sẽ cần tham minh tốt đến từ Boomix. Có vẻ như hết kiên nhẫn rồi, hơi thiếu kiên nhẫn đến từ Boomix, và round thắng thứ 13 đã đến với MIBA. Cho dù nó là hơi chật vật để mất đến 3 súng, thật sự là rất chật vật nha. Và với cái lượng tiền này, với cái lượng tiền này, để tôi nhìn xem nào. Bone này vẫn sẽ drop ra được một khẩu ốp cho Chelo.
có lẽ vẫn sẽ là full bài được, nhưng nó sẽ là key round với MIBR. Phải em team đấy. Ờ, nhưng mà thôi, cẩn thận. Mình đang round căng thẳng rồi em ơi. Thua round này là tâm lý đấy. Là 1.500 tiền đấy. Nhưng thua round này mình tâm lý em ơi. Trận này quan trọng, trận này thua là rơi khỏi giải rồi. Mình phải cẩn thận, hiểu không? Đúng vậy, phải cẩn thận thôi. Và các player bên phía Na'Vi cũng nên cẩn thận khi mà bên phía MIBR đã chạm được đến con số 13 rồi. Đây sẽ là một key round dành cho cả hai team. Lượng tiền MIBR cũng không phải quá nhiều khi những Radical vừa rồi của Na'Vi đều bắt được rất nhiều súng của MIBR, bắt đầu tanh ra mid luôn. Nhưng Boomit ra thi đấu này thì lại không mất máu nào cả. Rất chậm rãi thế từ cả hai bên. Họ biết được cái tầm quan trọng của round đấu này khi đây là key round của cả hai. Nào, ba người của Na'Vi ở lầu A và chuẩn bị một tình huống nhảy lầu rồi. Liệu phải nhảy lầu tự sát hay không? MIBR bách đến ba người về City. Ôi xong rồi. Trời ơi, họ tiếp tục nhường mid đồ cho bên phía Na'Vi một lần nữa. Về Electronic bò ra. Ơ, một mồm nè. Nhưng Yeo đổi lại mạng của Perfecto là rất nhanh và đem về lợi thế người cho MIBR. Nhưng Simple trước rồi. Thôi khó rồi, 2v4 nhưng mid đổi 1. Đổi 1 chưa bao giờ là đủ cả. Thường luôn luôn cần những tình huống đổi 2, đổi 3. Chứ đúng bây giờ Simple 1v3 thì là hơi khoai. Đúng vậy, 1v3 để xem Simple có xử lý được trong round thi đấu này không đây. Gio đã lộ vị trí nhưng mà anh sẽ đợi hai người đồng đội connector lên mà thôi. Simple chắc chắn nghe đấy điều gì đó và một mạng dành cho Simple. Không có mạng thứ hai khi Gio hoàn thành cho mình cái triple kill. Mang về ra rắn thứ 14 này cho MIBR và đây rất có thể sẽ là match point nhà khi mà bên phía Na'Vi lượng tiền của họ không quá nhiều. Vâng, Na'Vi vừa rồi họ chơi rất ảo mà, rất thách não. Họ bỏ chay ra khỏi lầu A. Đây chúng ta thấy bỏ không một quả sớm mốc, không một quả flash nào. Đúng vậy, cứ nếu như thế có quả flash rồi thì ba player bên phía MIBR ở trong side sẽ trắng. Và lúc đấy thì Electronic có thể làm được hết rồi. Nhưng mà hơi khó. Cũng hơi khó đoán được. Tại vì bây giờ bảo buff flash thì cũng không khác gì bảo là các bạn ơi, tôi sắp đánh A này. Đấy, các bạn quay lại bắn nhau đi. Thế thì không được. Đấy gọi là cái khó của bò chay đấy. Mình phải bò chay kiểu gì để địch không biết cơ. Nhưng mà thôi cũng đen cho Na'Vi. MIBR vừa rồi đổi vị trí rất khéo. Đứng đến 3 người ticket bọc liền. Đúng vậy, để xem ra thi đấu này sẽ có bất ngờ cho Na'Vi hay không đây. Khi trên tay họ chỉ là những khẩu lục vào đây rồi. Chelo đã bắt được beat ở khu vực catwalk. Chắc chắn lượng thông tin là có dành cho MIBR. Họ biết được quả C4 của Na'Vi đang muốn di chuyển về đâu. Và bây giờ thì Danoko sẽ là key player trong round thi đấu này. Khi đối mặt với anh sẽ là quả C4 trên tay của Simple. Và Simple đang có một khẩu Deagle giáp 2 nhà, vẫn có thể làm được đến từ Simple. Chelo đang kê cho Danoko. Và đó là mạng dành cho Simple. Bắn cực kỳ tin đến từ player người Ukraine. Và đối đầu với anh vẫn là Danoko. Nhưng có vẻ như Simple ngửi thấy mùi không thơm rồi. Sau khi hai player của bên phía Na'Vi bò được lên khu connector và đây rồi. Electronic bắt được gieo nữa, cơ hội được mở ra cho Na'Vi. Một phương trời mới. Sở sẽ 1-4 trong round thi đấu này. Ừ, để xem Sở đổi được mấy đây. Nào Sở, anh ta vẫn đang cố gắng kề lại connector để lấy thông tin. Danoko đổi 1 nhưng Simple thì đã có ốp trên tay. Và bây giờ thì Sở double kill rồi. Simple lại là 1v2. Không trúng rồi. Bây giờ thì kết thúc đi. Sở có vẻ hơi chủ quan khi rút dao ra. Và bây giờ thì là 1v1 và có quái vật Simple này với cái ốp trên tay thì vẫn rất nguy hiểm. Là anh ta về được bom xanh bay kịp hay không? 14 giây có lẽ sẽ là kịp. Và Bon thì không đoán được điều này. Thôi xong rồi. Thời gian đặt C4 xong thì Simple thừa để chọn cho mình một góc nào đó thật đẹp. Bây giờ mà vào market kê cường thì thật sự là khó cho Bon lắm này. Đúng vậy, Simple còn 4 máu nhưng trên tay Simple là một khẩu ọp cơ, không có gì khó khăn cả. Để xem nào, Bon hay Simple mới là người chiến thắng đây. Simple có vẻ như hơi mất kiên nhẫn rồi, đang muốn nhìn lại cả khu vực shot nữa. Và bây giờ thì Bon nó ở market anh ơi. Đây giờ đi. Bắn nghĩa là vị trí của Bon rồi. Hai người đều yêu máu. Simple rút khẩu lục ra, chắc chắn biết là Bon chỉ cần một viên Deagle mà thôi. Bon đang ra trước mặt Simple rồi. Để xem nào, ai sẽ là người chiến thắng. Bon hay Simple? Thắng một round thi đấu áp bài đến từ bên phía Na'Vi. Qua đó kiểu dành cho Simple. Con quái vật Simple đã lên tiếng đúng lúc Na'Vi cần mình. Vâng, mà phải nói round vừa rồi thì mang đậm dấu ấn của Simple. Nhưng một phần nó cũng là tactic của Na'Vi là rất khó chịu. Chim này. Vâng. Simple bao chân ạ. Round vừa rồi nhá, Na'Vi cố tình để Simple cầm quả C4 đi lầu B. Và Simple cũng rất liều lĩnh đi lầu B một mình. Đúng vậy. Cờ với khẩu DE pick được một mạng. Và bên phía của MIBR họ thấy quả C4 ở B, họ mất tập trung ở khu vực mid phát là trong khoảng thời gian đó Electronic sẽ bò vào được connector.
đó là một cái bài mà Na'Vi đã chuẩn bị trước để thi đấu cái round Eco vừa rồi, cái half bài vừa rồi, và nó đã thành công. Nhưng cũng phải kể đến rằng sự tỏa sáng của Simple và sự chủ quan của Sờ nữa. Anh ta đã hơi chủ quan khi rút dao ra, và chắc chắn rồi, bây giờ thì anh ấy sẽ phải trả giá thôi. Sẽ phải trả giá. Đó là lý do mà lúc nãy Bumi không chìm đấy. Đã, phải cẩn thận ơi, phải cẩn thận. Đúng vậy. Không thể chủ quan được. Và thậm chí đó là còn cả vấn đề tâm linh nữa. MIB à, cái giá họ phải trả rất đắt nha. Đây là một round thi đấu mà họ force buy chỉ có những khẩu lục và giáp thôi. Và nếu như họ thua round thi đấu này thì đó sẽ là mất cả map thi đấu luôn, khi ra sao họ không có một đồng nào dính túi cả. Bây giờ Electronic bỏ ra lầu đối đầu với anh sẽ là Sờ, player đã mắc lỗi trong round thi đấu trước. Để xem Sờ có sửa sai cho những người đồng đội của mình hay không đây. Vẫn đang nhá rất khó chịu, và để xem ai sẽ là người mất kiên nhẫn hơn. Nào, Sờ đẩy vào tiếp rồi, nhưng lần này thì bắn yếu Electronic, và thậm chí Electronic không đổi lại được một máu nào của anh chàng Sờ này cả. Simple cũng bị nhá. Vâng, các thành viên của MIBA di chuyển đang rất khó chịu. Thêm nét nhồi vào, vẫn chưa, gần như là chưa thấy địch chút nào, thì Na'Vi đã mất rất nhiều máu. Đúng vậy, và nếu cái lượng máu này thì những khẩu Deagle trên bên MIBA hoàn toàn thể làm được nhà, khi Beat và Simple đều là hai viên vào người, Electronic chỉ là một viên thôi. Và để xem ông tổ đang đánh chậm Na'Vi. Tham mình chỉ còn đó là 30 giây. Perfecto vẫn đang phanh bom khu vực bom sai B, và có vẻ như bên phía MIBA Chelo bị lừa rồi, nhưng quả C4 đang được mang lên A. Cơ trong A vẫn còn đến hai người của MIBA. Gieo cần bắn tốt, một mạng về cho Gieo, nhưng Beat đã đổi mạng cho Boomit. Bây giờ thì Sờ vẫn còn phun cây máu, và đó là Sờ chết chay. Bom sai A hoàn toàn rộng mở dành cho bên phía Na'Vi rồi. Bình tĩnh nào, vẫn còn một người ticket bọc, và bây giờ thì mà bò lên bắt được Beat thì sẽ rất dở. Danoko đổi một, nhưng bây giờ Chelo bắn trước nhiều quá. Liệu có thể 1v3 đấy không với cậu DE này? Đạn thì hết rồi, và đó là thắng thứ 15 dành cho bên phía Na'Vi. Wow. Up boy rồi. Và thậm chí rằng có thể là 16-14 nha, khi bên phía MIBA anh nhìn lượng tiền mà xem. Giàu nhất là Danoko với 2.300 tiền. Khoai rồi, khoai lắm rồi. Đây là cái giá mà Sờ cũng như là MIBA phải trả. Và chắc chắn thì sẽ sau trận thi đấu này sẽ có rất nhiều bài viết chỉ trích vị trí của Sờ. Thôi thôi, không đến mức chỉ trích đâu. Trận đấu không, nhưng mà chỉ trích chứ. Chỉ trích à, chỉ trích à. Chỉ trích. Thế thì lại phải hỏi kinh nghiệm của Simple. Ôi, Simple nào, Simple nào. Simple vừa bắn thẳng vào bộ Simple. Lợi thế em người là có thế cho MIBA, nhưng ngay lập tức Beat đưa về là 4v4. Beat chỉ còn đó cho mình là 40 máu mà thôi. Để xem Na'Vi họ muốn đánh vào bóng sai nào đây. Sao tôi vừa nhắc cái Simple thôi mà. Tôi đang định bảo về quả Simple cũng gọi là chim trượt trước Liquid. Ờ đúng, em biết cái tình huống đấy, đó. Đấy, phải bảo là họ phải hỏi kinh nghiệm của Simple là vượt qua gọi là dư luận như thế nào thôi. Nhưng mà bây giờ thì Chelo đổi một nữa, tình huống đưa về là 3v3. Chelo vẫn đang có góc đẹp, double kill rồi. À, vẫn có thể di chuyển được từ Chelo nha. Ở đây Yeo bắn yếu đi được Perfecto. Và kill kill kill. OT có một round không tưởng tới từ Chelo. Và chúng ta vẫn chưa thể kết thúc được cái map thi đấu đầu tiên đâu. Wow, pha bắn Tigo phải nói là cực kỳ tin đến sự gặp lại bên phía MIBA. Na'Vi họ di chuyển quá lôi trong round thi đấu vừa rồi, và chúng ta sẽ đến với loạt overtime. Your nirvana. I feel a
you give up the fight if you had no time to even surrender? Would you give up your rights and let your life slide away? Look, ayo, we rose from the dust to the sun. They claiming that we the one. Trở lại với lượt second, à không, lượt OT nào chứ làm gì có second nữa. Trời ơi, lượt OT đầu tiên của Matthew này. Và chưa gì đã thấy ông Giao này đứng kê ốp trực diện ở lầu A rồi. Và Navi cũng đang rất cẩn thận, liệu có ai phải nằm xuống hay không. Nơi góc kê ốp này là đẹp quá, nhưng bên kia đang có một khẩu ốp của Simple. Và đó là cái phản xạ của Simple là nhanh hơn, chủ động pre-fire luôn. Lợi thế người thì dành cho Navi đấy, nhưng họ quyết định không vào bom xe. Họ hơn người mà, không có gì phải vội cả. Cứ bình tĩnh đã, cứ bình tĩnh đã. Vòng 5v4 và Navi họ nên thi đấu cẩn thận hơn. Ra thi đấu thứ 30. Ở trận trận đấu này thì họ đã để thua trước những khẩu Deagle bên phía MIBA rồi đó. Nếu như không cẩn thận thì Navi hoàn toàn có thể bị comeback ngược trên map thi đấu này. Để xem nào, Beat đang bò lên và rất có thể phải nằm xuống nhà khi góc kê op này của Cello là rất đẹp, rất chủ động ném ra quả flat và Cello đã mất góc ngồi của mình rồi. Nhưng bom sai A mới là điểm đến của các player bên phía Navi mà cơ. Bây giờ setup vào thì sẽ phải gặp đến 3 người của MIBA. Sờ gói được một mạng, để xem nào, mạng thứ hai vẫn chưa dám ra. Đó vị trí của Electronic trên lầu. Và Electronic ra bắn thẳng Cello sờ rồi. Tình huống đưa về là 4m3, vẫn có lợi thế dành cho Navi nha. Bốn ăn quả nết mất cho mình đó là 30 máu và vẫn phải di chuyển vào trong side thôi. Và thậm chí đã lộ vị trí rồi. Perfecto đã nhìn thấy điều này và đó sẽ là cái mạng dành cho Perfecto. Một di chuyển rất thoải mái và gần như các thành viên MIBA đang không cover được cho nhau. Danoko tiếp tục là người bò qua cái khu vực ticket box và vào trong bom xe A để giữ tham, thì còn đó là 17 giây thôi. Bây giờ Danoko mà bắt được người đặt C4 và Chelo chạy đi thì hoàn toàn có cơ hội. Nhưng không, Perfecto có mạng, Electronic có mạng và đó là tháng thứ 16 dành cho bên phía Navi. 16-15 rồi trên loạt overtime này thì lượng tiền của cả hai đội hình như là 13.000 đúng không anh? 13.000 sẽ là nguy hiểm đây. Để anh không, từ anh chưa nhìn, hình như là không phải. Không, thế thì nhiều quá. Hình như là 16.000 cho mỗi bên. Vì những lượt overtime này vẫn mua được, có phải full buy mà thôi. À không, ý của em là lúc mà bắt đầu là mỗi đội có 10. Từ dưng mình làm anh lú quá, từ đã bắt nhau rồi này. Trời ơi. Vâng, Danoko đẩy lầu bắt chết được vị trí Electronic. Nhưng Beat bỏ chạy quá khéo ở khu vực RAM. Bắt đầu vào mồm của Sơ và chắc chắn là Navi biết vẫn còn một người nữa ở MIBA trên khu vực lầu A. Để xem nào, nếu như muốn lên bom xay A luôn thì sẽ hơi khó nha. Nhưng mà Beat vừa bắn thẳng vào mồm Danoko rồi. Bắn rất vào tay đến từ tài năng trẻ bên phía Navi. Lợi thế hơn người lại một lần nữa thuộc về Navi GG.bet. 3v4, có vẻ như Navi bước vào lượt OT thì họ lại đang là đội thi đấu phóng khoáng hơn. Những tình huống đánh nhanh vào bom xe A từ rất sớm và luôn luôn đem về những cái lợi thế hơn người. Và bây giờ thì bắt đầu trả smoke ra để giúp cho vị trí của Beat di chuyển thoải mái. Nhưng đây là quả smoke lỗi mà Beat không dám bỏ qua luôn. Quả smoke mà nó nằm ở trên cái thùng connector cơ. Nhưng Beat cầu thì ông bắn rất tốt. Vâng, bồn những round của những round đầu tiên đã không còn nữa rồi. Mà bây giờ bồn này bắn nhau là hơi tệ hơn. Nhưng chế lộ không, số 4 vẫn sẽ đạt được A rồi. Định thả con sa sắt bắt con cá rô. Nhưng mà con sa sắt chạy luôn rồi. Bom
bây giờ đặt thành công cho bên phía Navi trong bóng xe A thôi. Bóng xe A chỉ có một mình Yeo khu vực City. Khẩu họp này chắc là đổi được hai sẽ là tốt đến cho Yeo rồi. Có vẻ như thông tin của Chelo sẽ hơi sai khi Yeo lại nghe tiếng đặt C4 ở A. 2v4 làm thế nào đây MIBA ơi. Thậm chí rằng ở A shot, à không, chính xác là B shot vẫn còn vị trí của Perfecto nha. Nếu như Chelo tranh không cẩn thận thì hoàn toàn có thể là mạng cho Perfecto. Chelo vẫn kịp đổi bốn và Chelo làm đôi. 2v2 vẫn có cửa cho MIBA. Nhưng mà thằng mình không còn quá nhiều đâu. Có vẻ như cứu thì sẽ hơi khó. Muốn cứu là phải vào luôn tới từ bên phía MIBA. Nào, thời gian không còn nhiều nữa. Bây giờ là phải gỡ luôn rồi các anh ơi. Một người gỡ một người bắn nhau. Simple lộ vị trí rồi. Nhưng bùn mít kết thúc video. Và Simple kết thúc đốt được cả Chelo nữa. Rồi thắng thứ 15 dành cho nào. À 17 dành cho nào Vi. Xin lỗi anh em. 17-15 rồi. Và là vì cái sai khó nhất của họ chính là T sai. Nếu như họ đang giữ vững được cái phong độ này thì sau khi đổi sai sang bên City thì Navi vẫn có cơ hội để kết thúc map thi đấu này. Và bỏ con săn sắt. Con săn sắt đi luôn. Con săn sắt chạy luôn. Tí nữa thì còn phải bắt lại rồi. May quả là Chelo bắn tay cũng to. May quá ông Chelo này. À, để xem nào, round thi đấu cuối cùng của lượt first half, lượt OT đầu tiên rồi. Yeo đang có góc kê ọp đẹp ở đây. Nhưng Simple chắc chắn sẽ đoán ra được điều gì đó. Và bên phía của Navi đang hầu đến hai người ở khu vực LB. Liệu có muốn vào B luôn hay không đây? Quả C4 này thì vẫn đang ở middle cơ. Electronic sẽ là người đi ram cho Navi trong round thi đấu này. Bây giờ MIBA mà muốn không để cho map thiếu đi chơi quá xa thì ít nhất là họ cũng phải thắng được cái round này đã. Rút ngắn khoảng cách xuống còn là một round thì còn đỡ. Nào, bắt bài 3B. Ừ, từ đầu giờ MIBA khá là ưa chuộng những tình huống bắt bài nhá. Họ rất thường hay bắt bài luôn. Nhưng đấy, vừa nhắc bắt bài xong thì Bôn cũng lại di chuyển ngược về khu vực City Bay và có thể giữ lại jungle rồi, tránh việc Navi móc máy. Đúng vậy, và Navi tham minh, đối với họ tham minh 55 này, 55 giây này vẫn là còn nhiều. Cứ từ từ thôi, bao giờ tầm 15 giây thì chúng ta quyết định tiếp. Và vẫn là những tình huống chiếm map thôi. Nhưng nếu như mà Navi muốn đánh vào bom xoay B thì sẽ hơi nguy hiểm khi mà khẩu ọp của Yeo kê trực diện lên lầu đang là quá đẹp. Có vẻ như bom xoay A sẽ là điểm đến cuối cùng của Navi rồi. Bom xoay A vẫn còn đó Chelo cùng với cả Sờ. Và Chelo vẫn còn một quả smoke nữa. Bôn đang muốn bò ra, cơ liêu hoàn toàn khu vực jungle đi. Nào, Bôn hay Beat sẽ là người chiến thắng, đều là bờ cả. Nhưng ông nào sẽ là bờ đây? Nhưng không, vậy là Bôn bỏ đi rồi. Thì tham minh này Beat lại bỏ vào. Sờ chết, vẫn còn một người nữa ở dưới khu vực Under Palace cờ. Beat đổi mạng của Danoko đấy. Nhưng Bôn cũng đã phải ra đi. Tôi sao ở Chelo được đồng đội thí. Tạm còn 9 giây. Và bây giờ đặt sự một kịp không? 6, kịp, kịp. 5, 4. Không cần thiết nữa rồi. Simple đã kết thúc đi được Yeo. Và đó là thằng thứ 18 dành cho bên phía Navi. Hơi đen nếu như tình huống vừa rồi mà Chelo bình tĩnh hơn. Đó mới chỉ là tình huống vừa chạm bom xuống. Nếu như mà để cho đối phương đặt khoảng 2 giây rồi Chelo bắn dụng quả C4 đó, rồi Chelo trốn. Ôi, thì đôi khi đó sẽ là thảm họa dành cho bên phía Navi. Đúng là một con dao hai lưỡi. Suýt chút nữa đã cắt vào rồi. Đúng rồi. Đấy, Navi luôn luôn gọi là chơi kiểu con dao hai lưỡi như thế mà. Đôi khi là sẽ bị cắt và đôi khi thì không. Nhưng mà thôi, dù gì vừa rồi cũng chỉ là một cái viễn cảnh chúng ta vẽ ra thôi. Viễn cảnh trong mơ dành cho MIBA. Và đấy, nói đi thì lại nói lại. Một cái viễn cảnh trong mơ khi mà Sờ không rút dao ra và cố gắng xiên vào người của Simple. Và bây giờ thì Danoko headshot Electronic rồi. Một cái lợi thế người từ rất sớm cho bên phía MIBA. Nhưng vấn đề là Simple đang kéo ở mid này. Nếu mà bên phía của MIBA mà di chuyển hớ hênh thì sẽ phải làm Simple kéo ốp lên luôn. Chủ động quá trời ơi. Danoko chết. Và bây giờ thì sao đây? Simple lùi về được, có thể nói là sẽ an toàn. Nhưng một quả flat là rất trắng và không có an toàn nào cho Simple cả. Đúng vậy, anh Chí vừa nói là an toàn xong thì Simple đã phải nằm xuống. Lợi thế về người vẫn có thể cho MIBA. Và thậm chí rằng Beat hơi tham trong round thi đấu này. Còn mỗi hai người bên phía Navi mà thôi. Và thậm chí rằng Navi đang muốn bắt bài bóng sai bề. MIBA lợi thế hơn người này, họ sẽ nên lấy thêm thông tin. Không cần vội vàng làm gì cả. Có vẻ như bóng sai A sẽ là điểm đến của MIBA rồi. Một cái match point được cứu dành cho MIBA. Và để suy nghĩ rằng nếu như MIBA mà cứu được hai match point này nữa nha, thì cái trận đấu này không nhận là nó sẽ căng thẳng. Nhưng mà cũng đáng, tại vì hai đội nãy giờ bắn nhau rất là mãn nhãn. Đúng vậy, trận đấu này, cái map thi đấu này nó đang diễn ra theo một cái chiều hướng rất là hấp dẫn. MIBA cũng sẽ không buông
Cái map thì đâu đấy đâu. Hãy nhớ rằng là trong cái lượt first half thì MIBA lại là đội dẫn trước khi mà họ bắn ở bên phía T-side nha. Họ dẫn trước 9-6. Thì bây giờ bước sang bên phía T-side thì cũng MIBA cũng hoàn toàn có thể gọi là san hòa được. Khi mà họ bắn ở T-side là khá tốt. Chính ra là ở bên T-side MIBA bắn lại phóng khoáng hơn rất nhiều. Đúng chứ rồi. Sang City là lại hơi bị bắt bài nhiều quá, phải phụ thuộc vào những tình huống bắt bài và cũng phải là những pha tỏa sáng cá nhân. Vâng. Còn bên phía Na'Vi thì thực ra đối với họ trên map thi đấu Mirage này thì City side mới là cái map thi đấu mạnh của họ. Họ không quá mạnh bên phía City side khi chúng ta đã biết bao nhiêu trận đấu mà bên phía Na'Vi bị comeback khi sang bên City side rồi, chỉ lên được 1-2 round thi đấu nữa thôi. Và để xem nào, liệu Na'Vi họ có kết thúc map thi đấu này luôn hay không đây. Vẫn còn 2 map point cho MIBA phải cứu. 2 round. Khoảng cách là 2 round. Và bây giờ thì hãy cùng xem cả hai bên sẽ làm gì. Electronic nhảy lên được khu vực shop rồi. Lần này Na'Vi ép đến 3 người ra middle luôn. Simple ở dưới, Elec ở trên, thêm cả vị trí của Beat ở trong jungle. Rồi đến sao đây, một tình huống bắn tốt tới từ Simple. Wow, và thậm chí Simple đang rất say máu. Simple muốn kéo off lên bắt luôn vị trí của Gel. Nhưng Chelo bò lên khu vực T-Chit và đã lộ vị trí rồi. Nên lùi lại đến từ MIBA, không nên để cho Na'Vi bắt thêm người nào nữa. Và thậm chí Sở rất khả năng sẽ gặp nguy hiểm nếu như mà đi ra khỏi cái miệng underpass này nha. Khi Electronic đang có một góc ngồi khá là bố đời. Vậy là quyết định về đánh B rồi. Bom side B của Na'Vi hiện tại chỉ còn lại một mình Perfecto. Nhưng góc này của Perfecto là khá đẹp. Và nếu không có những quả flash chất lượng thì MIBA sẽ khó mà vào được. Và thậm chí là vị trí của Electronic cũng có thể back về kịp thời. Có vẻ như nghe thấy cái tiếng gì đó hay chưa? Chưa nghe thấy gì rồi thì phải. Và bây giờ thì bắt đầu có đồ được trả vào. Electronic đổi một. Nào, MIBA vẫn chưa xuống được bom xài và thôi xong rồi. Bây giờ họ chưa xuống được thì bên phía Na'Vi bách về hết rồi còn đâu. 4 headshot đi Perfecto đấy. Nhưng Simple đang kê vào một quả smoke của Electronic là rất khó chịu được câu kéo thời gian. Boomix đang yếu. Vâng, bên phía của Na'Vi vẫn đang cố gắng di chuyển. Bột kiếm cho mình cái mạng thứ hai. Chelo đổi được mạng của Beat. Đưa về là 3 viên đạn. Bây giờ 3 viên 1 rồi. Theo mình Boomix mà thôi. Và Boomix đang cố gắng múa. Nhưng múa đi đâu đây Boomix ơi. 17-18 dành cho MIBA. 3v5. Chính xác tình huống vừa rồi là 3v5 và MIBA họ xử lý không một vết xước nào cả. Cho dù bên phía Na'Vi họ bách tất cả đội hình về bombside A rồi, nhưng MIBA khởi lia hết cả 5 người mà không mất một người nào. Bồn đã lên tiếng. Đây chính là cái phong độ mà chúng ta thấy ở những round thi đấu đầu tiên ở map thi đấu này. Vâng, bắn cực kỳ tốt đến từ Bồn. Đấy, tôi đã bảo mà sang T-side là Bồn bắn khác hẳn. Bắn không khác gì gọi là một player vừa trẻ vừa tay to đâu. Vậy. Bây giờ thì Chelo. Xong rồi. Chelo tanh lên bombside A làm đổi lợi thế hơn người quá nhiều dành cho MIBA. Ba player bên phía Na'Vi họ sẽ làm gì đây khi mà bên phía MIBA họ đang bắn rất vào tay ở cái lượt overtime T-side này. Rất bình tĩnh. Nhưng lần này là bình tĩnh tới từ MIBA khi mà đội hình của họ vẫn đang đứng yên và chờ cho Na'Vi tự xa vào bẫy. Hãy cùng xem nào. Na'Vi họ vẫn cắt cử một người ở bom side B, đó là Perfecto. Vâng. Chủ động trả đồ luôn nhưng chắc chắn rồi. Bây giờ chỉ có bắt bài thì mới giúp cho Na'Vi giành được round thắng thôi. Và đó là một tiếng bắt bài. À, và có vẻ như đây là một tiếng bắt bài chính xác của bên phía Na'Vi. Nhưng vẫn đang là 3v5 nha. Cơ hội là có nhưng không phải là quá nhiều dành cho bên phía Na'Vi đâu. Để xem nào, liệu thần lô có phụ hồ à nhập có có phụ trợ cho bên phía Na'Vi hay không đây. Na'Vi đang di chuyển đến à không, chính xác là MIBA di chuyển 3 người ở lầu. Beat đã phải nằm xuống và Simple cũng chết chạy. Một mình Perfecto đã lộ vị trí cật 1v4 như thế nào đây, có vẻ như hơi khó rồi. Thậm chí là 4 player bên phía MIBA đều đầy máu và đó là mạng dành cho Danoko. Chúng ta sẽ có loạt overtime thứ hai. Tôi nhìn nãy giờ tôi không và thần linh phù hộ phù hộ và thôi thì cũng gọi là một chút gọi là giảm bớt sự căng thẳng trong lượt OT này khi mà
Ôi dồi, cái OT này nó căng, nó nóng quá anh em ạ. 18 đều rồi. Và hãy cùng xem lượt OT thứ hai. MIBI tiếp tục bắn tí xài trước. Hãy cùng xem nào, một tình huống Rusby. Đây là một round hiếm hoi vào Rusby và Perfector. Trượt. Đây rồi, đổi một rồi. Bắn yếu được thêm một người nữa. Bịt kết thúc đi, sờ được có về là 3v4. Thêm cả mạng dành cho Simple Rugby, nhưng nào vì có mạng lại thì cũng là rất nhanh. Và bây giờ có lại yell vào bồn mà thôi, hơi khó cho hai chàng này. Khi mà bồn đốt chết được Simple, kìa, Simple làm gì vậy? Nhưng yell bắn trượt rồi. Và như này thì càng khó dành cho yell khi mà bồn đã nằm xuống. Và đây sẽ là thắng dành cho nào vì mà thôi. Ba viên orb trượt rất vô duyên đến từ vị trí của yell. Nếu như cái quả lửa, cái tham minh mà cái lúc quả lửa của bồn cháy chết vị trí Simple, yell bắt được nốt vị trí của Beat đi, thì đó tình huống là 2v2 đã có cửa theo MIBR rồi. Nhưng dù sao thì đó là một round thi đấu đánh nhanh, hơi lỗi đến từ MIBR. Perfecto chết chay, nhưng mà Simple vẫn đã làm hết với cái double kill của mình. Để xem round thi đấu này MIBR liệu họ có muốn đánh nhanh nữa hay không đây. Sẽ hơi khó nếu như vẫn tiếp tục chơi bài đánh nhanh với những đội tuyển đến từ CIS. Lần này chắc chắn thôi, em ấy bây giờ sẽ không rớt đi nữa sau một round mà họ đã phải nhận trái đắng. Nhưng vẫn tập trung đến 4 người ở lầu A. Lại, à lầu B xin lỗi anh em, lại muốn đánh B ừ. Lại muốn đánh B rồi, ôi dồi ôi, đâm B đến chết rồi. Quyết tâm đánh băng được thì thôi. Nhưng bây giờ có quả smoke là rất khó chịu, nhưng em ấy bây giờ sẽ bỏ chạy qua quả smoke này, tôi tin là như vậy. Họ bò chạy qua luôn, Beat đang có góc kê rất đẹp. Một mạng này cho Beat này, double kill này. Nào có chip một kill hay không nào, vẫn là múa tới từ Perfecto nhưng múa là không đủ. Yell đang khá yêu máu rồi và ở đây thì Beat vòng quanh Sô-cô-la là rất khéo léo. Vâng, Beat chưa hề bị lộ luôn. À chưa nói xong thì Beat nằm xuống bởi sờ khi đã lộ vị trí. Tình huống được đưa về 3v3 vẫn có cơ hội cho MIBR làm được trong đoạn thi đấu này. Đây rồi, mạng đánh cho Yell. Bumit cũng không còn quá nhiều máu đâu, sẽ retake hai người ở khu vực market mà thôi. Để xem Electronic cùng với Bumit sẽ làm được gì không đây. Góc kề vẫn đang quá đẹp đến từ vị trí của sờ. Đây sẽ là một vị trí mà Bone ném quả nết chết được Bumit. Electronic đẩy ra có cái đầu của sờ. 1v2 tham minh 30 giây. Electronic spam chết được nhiều. 1v1 điện tràn sẽ đấu với Bone. Và bây giờ thì không có triple kill để cho điện tràn. Bone là người chiến thắng 19 đều rồi. 19 đều, vâng, 2 ngày thi đấu của Na'Vi. Hôm qua thì cũng đã có một lượt OT là bao nhiêu nhỉ? 22-20 à? Đúng tầm vậy. Tầm đấy 22-20 nếu tôi không nhầm thì hôm nay 22-20. Có khi là nó còn hơn thế. Vâng, Na'Vi qua bắn với Gambit rất căng, hôm nay bắn với MIBR cũng căng. Vâng, khoảng thời gian gần đây thì Na'Vi tôi nghĩ là đúng là bắn cân với cả mọi loại đối thủ. Đúng vậy. Bây giờ để xem nào, MIBR họ sẽ làm gì đây. Lượt overtime này nó rất căng thẳng nha, và thậm chí là em đang ngửi thấy có mùi overtime 3 khi hai đội đang bắn căng kèo như thế này. Rất dễ nha, Chelo đã có cho mình đó là 37 frag. Bone cũng bắt đầu chơi game với 28, còn ở bên phía bên kia thì Simple 37 và đứng ngay sau chính là Beat với 35. Wow, một trận thi đấu mãn còn nhãn luôn. Bây giờ thì Perfecto mới chỉ có 18 mạng mà thôi. Team MIBR họ đang dồn đến 4 người ở khu vực middle. Có vẻ như muốn bò lên connect luôn hay không đây. Bone sẽ cầm quả C4 này lên bom site A thôi. Có vẻ như là một bài đánh mid to B, mid to A rồi. Chưa biết được đi đâu, vẫn còn 2 người ở short. Ok, người ở đây, Chelo bắn tốt. Electronic lộ vị trí rồi với khẩu AK này. Electronic lại là người bắn tốt hơn trong pha vừa rồi. Ngay lúc tức đàn nó cố đổi mạng nhưng Sipo bắt được Bone là người cầm C4 đây. Ram thôi khó cho MIBR rồi, họ chỉ còn 40 giây và hai người còn lại thì đang ở khá xa. Vâng, làm sao mà dám nhảy qua quả smoke này đây. Simple thì ở đằng sau smoke, còn Danoko thì bị kẹp giữa các thành viên nào vì những headshot đi được Beat. Nào bây giờ thì phải chơi liều thôi, nhưng Simple rất chủ động. Chắc chắn là nghe thấy, chắc chắn Danoko đang nghe thấy quả flash đấy đập vào người Simple. Nhưng Simple rút đi gồ chứ không phải là khẩu ôm. Và đó là round thứ 20 thành cho Na'Vi. Và để xem bên T-side liệu Na'Vi có chấm dứt được cái loạt overtime này hay không đây, hay nó sẽ còn rông dài đến lượt overtime 3 cơ. 20-19, khoảng cách chỉ là một round mà thôi. Vui vui làm cái OT3 nữa cũng được. Thì thoảng tôi mới gọi là quay lại chút mà. Không hiểu sao cứ quay lại cái là kiểu gì thì cũng sẽ
làm đôi cái OT. Vâng, đây vừa mới mở màn Na'Vi thôi. Bây giờ thì Na'Vi hãy cùng xem nào. Simple có ốp với Elec thì cầm Edgar. Thật sự thì tôi ở thời điểm này tôi cũng đang không đánh giá quá cao những cái khẩu Edgar được sử dụng. Nó rất là khó. Tuy nhiên thì thôi, có một cái ống ngắm thì vẫn sẽ là tốt hơn để bắn nhau với những khẩu AK, M4 của đối phương. Đúng vậy, và thực ra thì dạo này Edgar không được quá nhiều người tin dùng. Nhưng những người mà có kỹ năng cá nhân tốt như là những cái tên như Nico, Simple, Electronic, thỉnh thoảng em vẫn thấy ba player này sử dụng Edgar và họ bắn one tap một đối thủ rất là tốt với cái 100% xuyên giáp của mình, bắn rất tín. Và bây giờ thì Chelo có thể gặp nguy hiểm nha. Bây giờ thì Chelo mới là người có mạng của Boomage, lợi thế hơn người đã có dành cho MIBA. Na'Vi sẽ gặp khó trong round thi đấu này khi họ chỉ có 4 người thôi. Để xem quyết định đi đâu về đâu đây Na'Vi ơi. Rất chậm rãi, 53 giây. Và với việc chia đội hình như này, khả năng cao Na'Vi sẽ đánh tiếp lên A thôi. Nhưng Chelo, anh ta chưa hề bị lộ nha. Lộ chưa, lộ chưa? Thấy rồi, thấy chọn đầu rồi. Nhưng mà đây là cái bò bắn chân và Chelo bắn kích quá trời ơi. Chelo bắn quá kích luôn. Electronic bò ra khỏi pallet đó. Đây rồi, một mồm. Nhưng vấn đề là ở dưới chân có người. Nhưng đây lại là khẩu ốp của Yeo. Và Tham chỉ còn 27 giây, C4 rơi ở giữa mid. Chelo làm cái mạng thứ 3 và chắc chắn là đoạn thắng thứ 20 dành cho MIBA mà thôi. Vâng, để xem Tham chỉ còn đó 20 giây và Chelo liệu có hoàn thành cho mình cú A này hay không đây. Quả C4 đã rơi ở khu vực middle và mạng lại thuộc về cho Gieo mà cờ 20 đều rồi. Vâng, một trận thi đấu rất căng kèo. Đó là tình huống bắn tốt của Danoko. À không, chính xác đó là Chelo. Nhưng chúng ta cũng phải kể đến là tình huống bắn hơi lỗi đến từ Simple. Chắc chắn Simple đã nhìn thấy cái chỏm đầu của Chelo. Nhưng mà bắn chỏm đầu với ốp thì thật sự là hơi khó. Đúng vậy. Đâm là tốt. Chúng ta đều nghe thấy lúc này có một tiếng bùm. Đấy, cái tiếng bùm vừa rồi là tiếng ốp của Simple đấy. Nhưng nó trượt. Nhưng nó trượt. Nhưng mà Chelo phản xạ rất nhanh, quay ngoắt phát sang và bắn vào mồm luôn. Nó cũng rất giống với cái pha bắn DE của Chelo để đưa về cái lượt OT. Vậy tâm là rất chuẩn. Cái khả năng bắn nhau của anh chàng Chelo ấy thật sự là tay rất to luôn. Bắn ốp kinh và bắn các loại rifle hay là lục đều kinh cả. Một player cũng khá là toàn diện. Hơi khó rồi, có phải như Na'Vi. Nãy giờ họ để cho bên phía của MIBA có hơi nhiều round thắng. Và những round thắng đó thì quan trọng là sẽ búp tinh thần rất lớn cho bên phía của MIBA nè. Để xem tactic của Na'Vi sẽ như thế nào. Đây, Gieo đang muốn kéo off ra khu middle và vẩy trượt đến từ Gieo. Boomin phi thẳng vào shot, có được cái đầu của Chelo. Shut down hoàn toàn anh chàng người Brazil này. Lợi thế hơn người đã có dành cho Na'Vi rồi. Hơn người từ khá sớm. Boomix dạo này rất thích làm cái bài phi shot giống như là AT. Tuy nhiên thì lại không đâm thẳng vào bom side B, mà đó sẽ là một tình huống chơi chậm lại một chút của Na'Vi. Họ sẽ lại muốn chơi một trò chơi hack não với đối phương mà thôi. Đó là họ đang di chuyển về A nhưng MIBA bắt bài ở B. Nhưng không sao cả, ở bom xe A vẫn còn khẩu ốp của Gieo. Với cái góc kê này, Gieo hoàn toàn có thể làm được một mạng nào đó để cân bằng lợi thế về người. Tuy nhiên thì anh chàng này cũng đang phải kê khá nhiều đường. Và liệu Gieo có thể kiếm được cái mạng nào đó hay không? Đúng vậy, sẽ một góc thi đấu hơi khó từ Gieo khi quả smoke jungle này được ném ra. Và thậm chí Perfecto vẫn đang rất nhiệt tình fake bom side B nhà. Bom side A hiện tại thì bên phía MIBA chưa ai back về cả. Danoko bắt đi ngược người Looker bên phía Na'Vi. Gieo đẩy khẩu orb này qua smoke luôn. Và rất có thể Gieo sẽ có mạng, như Boomix đã clear hoàn toàn khu vực jungle rồi. Chắc chắn Na'Vi họ sẽ cẩn thận check lại mà thôi. Đây rồi, góc kê quá đẹp từ Gieo. Gieo đã có một mạng và người đặt bom không dám đặt nữa. Lợi thế hơn người lại thuộc về MIBA cơ. Double kill cho Gieo, bom bắt được chết Electronic một mình. Simple yếu máu, 1v3 là được hay không đây anh ơi? Fake một nhịp và quả nết của bồn shut down hoàn toàn các player bên phía của Na'Vi. 21-10-20 rồi. Bây giờ đến lượt MIBA là đội vươn lên dẫn trước. Mà vừa rồi sao Gieo lại căn cái khoảng đúng cái tham mình đấy ta kéo ốp về vậy? Đúng trời vậy. Ơi, có cái gì vừa xảy ra? Có cái gì vừa xảy ra? Boomix. Đúng cái lúc này Gieo lại quay ra bắn Boomix. Tôi có đọc trên cái chat thì thấy anh em bảo là cái gì bắn đồng đội cái gì vậy? Trời ơi, tôi vừa bỏ lỡ cái gì chăng? Nhưng mà khá là đáng tiếc cho Na'Vi. Và cũng phải kể đến vừa rồi Gieo bắn hay quá. 21-20. Sử dụng quyền tactical tham áo cuối cùng của Na'Vi rồi. Map thi đấu vẫn đang rất căng kèo. Đây sẽ là cái map point cho MIBA. Để xem nào, liệu Na'Vi sẽ bị comeback trên map thi đấu Mirage này, hay là chúng ta sẽ đến với lượt overtime thứ 3 hay
không. Bên phía MIBA, lượng súng ống của họ rất đầy đủ, thậm chí là Bon cũng Danoko đang chơi với hai khẩu AK. Còn bên kia của Navi, vâng, chúng ta cần khẩu ọp của Simple lên tiếng nhiều hơn nữa. Chúng ta cần những cái entry frag mở màn tốt hơn đến từ Simple, thì lúc đó Navi mới có thể chơi dễ thở được. Và đối đầu với Electronic vẫn là sờ ở trên khu vực LA này. Để xem nào, thi đấu này có vẻ như Electronic là người bất kiên nhẫn rồi. Beat bắt được Cello ở khu vực City, lợi thế về người đã được cân bằng. Và Navi họ vẫn sẽ lại đánh chậm lại mà thôi. Rất cẩn thận khi mà smoke của Flash trả ra liên tục, tránh việc Navi họ tràn vào nhanh và bom sai. Ở đây, đã được có bắt được Perfecto rồi. Gánh nặng lại được đè lên đôi vai của Simple và cùng với đó là cả Beat. Đó, Boomix nha anh. Boomix cả Boomix. Thôi, 26 frag thì thôi, lấy Beat đi. Beat 37 kìa. Boomix đi. Boomix cả được. Em thích Boomix thì rồi. Gánh lên cả đôi vai của Boomix nữa nha. Simple có một. Đấy rồi, Boomix vâng, nằm xuống này. 3v2 là thế người dành cho bên phía của MIBA. Và giờ thì Beat tiếp tục phi vào cùng với Simple. Họ không quan tâm đến quả C4 khi mà thời gian còn khá nhiều, mà vấn đề bây giờ họ cần phải pick được mạng. Nhưng không, họ bỏ về bom side B. Oh no. Vâng, sẽ hơi khó bắt bài cho MIBA trong round thi đấu này. Thậm chí là Bon còn nhảy lên và chắc chắn đó là mạng dành cho Simple. Bắt đầu vào bầu nhiều, lợi thế lại đảo chiều. Và Navi đang đứng trên cơ hội rất lớn để kéo vào lượt overtime thứ 3 nha. Góc kề của Simple là quá đẹp và Danoko sẽ phải cắt 1v2 trong round thi đấu này. Hơi khó rồi, trên người anh có một smoke đó, nhưng check làm sao cho đủ góc ở bóng sai bề map thi đấu Mirage này đây. Bây giờ thì chỉ có một điều thần kỳ mới giúp được Danoko, khi mà bên phía Navi thì có một góc kế chéo là quá đẹp và đó là Beat với Triple Kill. Chúng ta sẽ có lượt OT thứ 3. Rồi, được rồi, em sẽ tin Beat, em không tin Boomix nữa. Như đã bảo đặt lên vai của Beat mà. Có lẽ chúng ta sẽ nghỉ ngơi thêm đôi phút nữa thôi. Trong lúc này anh em hãy nhớ đi uống nước nha.
Vâng, và trở lại tiếp với lượt OT thứ 3 của cái map thi đấu này. Thật sự thì tôi nghĩ là nó sắp kéo dài bằng hai map thi đấu rồi. Và bây giờ thì chưa biết được bên nào sẽ là bên chiến thắng đây. Hai bên vẫn đang giành giật nhau từng round một, tôi rất căng thẳng. Một bên thì Simple và Beat, còn bên kia thì là Cello và Bone. Wow, nguy hiểm quá. Hai bên đang bắn rất hay. Simple đã có đến 42 frag, Beat thì cũng là 39. Nếu như Perfecto chơi game thêm một chút nữa thôi thì có thể là Na'Vi đã kết thúc được map thi đấu Mirage này rồi. Còn bên phía MIBR họ bắn rất đều nhau, Sơ cũng Danoko thì cũng chốc đều mà thôi. Hai player đấy đã có mới có được 21 frag. Và để xem liệu Na'Vi họ có được bao nhiêu round thắng bên phía T-side đây. Nếu như mà con số đó là 2 hoặc 3 thì sẽ là cực kỳ dễ thở khi sang bên phía CT nha. Nào Simple, kế trước là khá đẹp đấy. Nhưng quả ủng ốc này là one way dành cho Simple nha. Sơ có cho mình cái double kill rồi này. Bắn nhau tay rất to. Và bây giờ đi bên phía MIBA đứng đến 4 người A thì đã mất 1 rồi. Mất ngay cái vị trí của Sơ, nhưng còn đến 3 thành viên nữa cơ. Nào bây giờ thì Simple. Quay đi quay lại thì Simple làm 3 và đưa về tình huống là 3v2. Nhưng bây giờ thì Bone kết thúc Electronic đấy. Và Simple thì vẫn đang thể hiện cái kỹ năng bắn ốp của mình là chết hay không được chết. Rồi vậy là Bone vẫn chưa bắt được Simple trong tình huống vừa rồi. Simple rất may mắn, trừ 99 thì còn đó cho mình là một máu rồi, nhưng cũng không chết. Nhưng dù sao thì chết hay không cũng không quan trọng khi Boomix đã là người có sự cover tốt hơn. Vâng, round thắng đầu tiên bên phía T-side dành cho Na'Vi ở loạt overtime 3 này rồi. Simple với pha tỏa sáng cá nhân, cho dù lợi thế là có rất nhiều cho MIBR nha. Khi tình huống đó là 5v3, nhưng Simple chỉ cần một khoảng khắc thôi, anh làm 3 mạng liên tục và cứu Na'Vi trong round thi đấu vừa rồi. Để xem MIBR liệu họ có đánh rơi những lợi thế nữa hay không đây. Rất căng thẳng trên map thi đấu Mirage này và có vẻ như vẫn muốn phi vào shot luôn đến từ Boomix. Nhưng mà Danoko góc ngồi là quá đẹp, không một flat nào bên phía Na'Vi trắng vị trí của Danoko cả. Lợi thế hơn người lại thuộc về MIBR và họ nên tận dụng lợi thế này thành một round thắng, không nên để những round thi đấu như vừa rồi nữa. Vâng, Danoko không hề bị nằm xuống lần thứ hai bởi chính cái bài phi shot đó của Boomix. Lần trước thì cái bài đó đã diễn ra rất là thoải mái với các thành viên Na'Vi, nhưng lần này Danoko đã úp sẵn mặt vào tường để né flash rồi. Đúng vậy. Và bây giờ thì bên phía của Na'Vi chỉ còn lại 4 người rồi. Họ quyết định đánh về khu vực bom site B, nơi mà vẫn đang có Yeo, cùng với đó là cả Danoko, thậm chí là khẩu ốp của Yeo. Và anh ta có smoke nha. Bắt đầu bốp flash và bị đẩy vào. Danoko góc đứng là rất đẹp dành cho anh chàng này. Không có double kill rồi, nhưng Yeo đổi mạng là nhanh. Và bây giờ thì sao đây? Không có double kill dành cho Yeo luôn. Simple biết trước vị trí đối phương là anh ta pick người là cực nhanh. Và bây giờ tình huống đưa về là 3v2. Liệu Na'Vi có thể cứu được cái round này hay không? Đúng rồi, để xem nào. Không phải là Simple cùng với Beat nữa, mà là Simple với Perfecto. Perfecto cần chơi game tốt và Simple có được cái double kill rồi. Vẫn còn hai người đỡ khu vực market cơ. Quả lửa trả ra là đẹp đó, nhưng Simple cần đổi góc kề khi mà hai player bên phía MIBR đã ra đến khu vực backside rồi. Triple kill dành cho Simple. Sờ ngay khu vực backside mà thôi, lượng máu là đầy đủ đó, nhưng đó là quá là kill dành cho Simple. Không cần Beat, Simple với Perfecto vẫn làm được khi mà Simple làm hết. Vâng, warm up xong rồi. Mất đến tận 43 round để Simple warm up xong. Không, thực ra thì cũng xong từ nãy, nhưng mà bây giờ là kiểu xong hoàn toàn ấy. Kiểu loading 100% ấy. Đấy. Bắn như dã man lên từ Simple, tôi nói thật. Quá dã man. Simple múa khu vực backside với khẩu ốp này, và Perfecto không tốn một viên đạn nào cả. Và bây giờ thì Boomix lại chết chay nữa rồi, mạng thuộc về Yeo. Một round thi đấu nữa mà MIBR hơn người, nhưng đã hai round liên tục MIBR hơn người và được họ để thua nha. Để xem liệu round thi đấu này Na'Vi sẽ làm gì đây. Hầu đến 3 người trên khu vực lầu A, và Simple sẽ là người bài tờ với khẩu ốp ở khu vực lầu B này. Vâng, có lẽ là Simple sẽ về cùng với những người đồng đội mình sớm thôi, nhưng có lẽ là cũng nên nhanh lên. Các thành viên Na'Vi ngứa chân lắm rồi, muốn nhảy ra khỏi cái lầu A này lắm rồi. Wow, sao được? Oh, ăn đạm giữa. Oh, Beat chết sớt đi được kêu. Vẫn là cái phong độ gánh team của Beat thôi, nhưng bên này có một thành viên gánh team khác, đó là Cello. Cello làm đôi rồi.
Và bây giờ thì sao đây? Simple đang bị chặn lại. Hơi khó để anh chàng này để di chuyển khi mà Chelo đã làm những cái bàn thứ ba. Simple làm 4 nhưng bây giờ Chelo cũng có khả năng làm 4. Simple hỏi, Chelo cũng trả lời thôi. Đúng vậy, để xem nào. Simple 1v3 biết được một người khu vực B-Shot và liệu có đoán được hai player MIBA ở đâu hay không đây. Chelo đẩy rất sâu rồi về đến khu vực T7 và chắc chắn là sẽ không đối đầu với Simple đâu. Nếu muốn đặt quả bom C4 này thì sẽ phải hỏi vị trí của Danoko trước nhà, đã lộ vị trí rồi. Chắc chắn là MIBA sẽ tổ quay vị trí của Simple mà thôi. 1v3, Simple vẫn có thể làm được và vẫn phải check rất nhiều góc đến từ Simple. Chelo đã bò ngược lại về lầu rồi. Bây giờ thì nhảy lên sẽ là chấm mết dành cho Simple. Quad kill dành cho Chelo. Simple gọi, Chelo trả lời. 22-23. Khoảng cách lại được rút xuống còn 1 round. Trời ơi. Chelo lại có pha tỏa sáng một lần nữa. Trong một cái tình thế mà tưởng chừng như là khó dành cho MIBA khi họ đã suýt đánh mất bom xe A thì Chelo lại làm được. Đúng vậy, là một ra thi đấu nữa mà bên phía Na'Vi hiến tế Bumic nhưng mà sẽ không có ra thắng nào nữa rồi. Bây giờ thì đổi sai, Na'Vi sẽ là người đẹp sai thôi. Và vị trí Bumic đang ở đâu? Bumic đang bắn ở khu vực lầu A. Để xem nếu Bumic chết sớm lần nữa thì liệu Na'Vi có thắng hay không đây. MIBA họ vẫn đánh rất từ từ mà thôi. Này, nếu anh không nhầm thì như là bước một lượt OT, Perfecto có 10 mấy mạng thì phải, 18 mạng hay 16 gì đấy. Bây giờ Perfecto vẫn 18 mạng. Bây giờ là OT 3 rồi. OT 3 rồi. Thì em thấy nãy giờ Perfecto có chịu chơi game đâu mà. Toàn để Simple với cả Beat làm hết. Sẽ hơi khó cho Na'Vi nếu như chỉ bay trên đội cánh của hai người này. 2v8. Liệu Simple cùng với Beat có làm được hay không đây? Nào, lại chia mid từ bên phía của MIBA. Nhưng Na'Vi đội hình của họ hơi khác với bên phía MIBA đã dùng trước đó một chút. Đó là họ vẫn cài người ở jungle, cùng đó là cả short để lấy thông tin, cùng đó là những góc kê khá đẹp để bắt được một ai đó di chuyển hớ hênh. Nhưng bên phía của MIBA quyết định bỏ chạy. Một quyết định rất liều lĩnh của MIBA, đó là họ bỏ chạy. Và cái timing này Danoko đang đẩy vào thì bên phía của Beat cũng đẩy ra double kill dành cho Beat rồi. Beat bật toàn mồm mà thôi. Dèo cũng đang yếu và bò chạy từ MIBA có vẻ như là không thành công. Electronic làm đôi. Dèo vâng bắn thì kinh đấy, nhưng là 1v5 cơ, làm sao mà làm được. Và đó là triple kill dành cho Beat. Simple là gánh kèo 1, Beat gánh kèo 2, Electronic cũng là gánh kèo 3. Và Perfecto vẫn là 18 frag mà thôi. Và bây giờ thì sẽ là hai cái map boy dành cho bên phía Na'Vi. Liệu họ có chặn đứng được hoàn toàn MIBA đây? Từ trước mắt thì vẫn là pha bắn cực kỳ tin đến từ Beat khi cứ nhìn là mồm. Wow! Đây là lý do tại sao mà Na'Vi tin tưởng để cho Beat bắn cái map thi đấu Mirage này. Để xem nào, một cái map boy đang đến rất gần bên phía Na'Vi rồi. Và MIBA họ cần một pha tỏa sáng ở round thi đấu này nhà. Nhưng gánh kèo một bên phía của MIBA là Chelo đã mất cho mình đó là nửa máu rồi. Xem sờ đang bò rất gần vị trí Simple. Và trên tay Simple là khẩu Deagle chứ không phải là khẩu ốp. Quyết định khá liều lĩnh đến từ player người Ukraine này. Bây giờ thì đến cái thời khắc này tôi nghĩ rằng là hai team đã dùng hết tất cả những cái bài vở rồi. Bài vở cũng xài hết rồi. Bây giờ thì chỉ có bắn nhau thôi. Hãy cùng xem MIBA làm gì đây. Ba người ra mid đồ. Chủ động trả smoke luôn. Nhưng bên kia cũng có một quả smoke vào khu vực collector là rất khó chịu. Còn hai bên luôn thường là có những tình huống đánh chậm. Khá là ít khi họ trả vào bom sai. Và bây giờ thì Simple kê trước rất đẹp. Và Chelo lại phải nằm xuống. Simple đang thi đấu. Bây giờ thì nó đang là vào tay lắm rồi. Còn Electronic thì sao? Trốn những quả smoke này là khôn khéo. Và khi quả smoke này tan đi, có lẽ là MIBA sẽ gặp bất ngờ. Nhưng không, họ bò ngược về và sẽ đánh về B. Ừ, đánh về B và để cho Bone làm bài tờ. Bây giờ thì sao đây? Electronic chết trong tay của Sơ. Tiếp tục Simple đổi 1, không thể đổi 2. 3v3.
Đấy rồi, Perfecto đã bắt đầu giết người. Vẫn còn một người nữa ở khu vực xài, đó là vị trí của Sờ. Sờ chỉ còn nửa máu. Perfecto liệu con nâng được số frag của mình lên con số 20 hay không đây? Góc kề của Sờ là quá đẹp, bắt được beat đi về rồi, và đó là double kill dành cho Sờ. Sờ đã làm đến 4 mạng rồi đó. Để xem nào, một mình Boomit có cứu được Na'Vi trong ra thi đấu này hay không đây? Sờ chỉ còn đó cho mình là 21 máu, bom sẽ được đặt thành công mà thôi. Nhưng vẫn còn một người nữa trên khu vực lầu B, và Boomit biết điều này. Đấy rồi, đấy là người, và Boomit chỉ kịp đổi một trước khi phải nằm xuống. MIBA đã cứu được một cái map boy. Vẫn wow, còn một cái nữa. Vẫn đúng còn rồi, một cái map boy nữa phải cứu của MIBA. Có vẻ như Sờ đã bắt đầu chơi game rồi. Sau khi thấy Perfecto là một, Sờ làm luôn 4 cho nó cẩn thận ạ. Ui, bàn tay cực to đến từ vị trí của Sờ. Để xem nào, liệu có loạt overtime thứ tư hay không đây. Một trận đấu vẫn đang rất căng kèo và rất nhiều cảm xúc cho cả hai bên. Ôi, nóng lắm rồi, toát mồ hôi hột rồi. Và cái gì đây, sao vừa chưa gì đã thấy Cello nhảy vào bom sai rồi. Nhưng vừa Victor bật tốt quá, vừa khe tốt xong thì bị nằm xuống. Nhưng Simple đổi một, và bây giờ thì lợi thế người vẫn đang giành về phía Na'Vi. Simbo cố gắng câu kéo thêm thời gian quả smoke, nhưng bởi vì MIBA đã phi vào trong bom sai, beat bắn tốt với mạng của Bồn. 2v4 đây sẽ là cơ hội dành cho Na'Vi. Vâng, lợi thế đang là rất lớn rồi. Liệu Sờ và Yeo có làm được hay không đây? Vậy sẽ cần thi đấu tốt, nhưng mà Sờ lại low skill. Mạng dành cho Electronic, một mình Yeo đã lộ vị trí 1v4 là điều không thể. Và map thi đấu đầu tiên, map thi đấu Mirage đã có chủ nhân của nó, đã tận pin Sờ GG.bet đã giành chiến thắng với tỷ số là 25-23. Vâng, và chúng ta vừa trải qua cái map thi đấu đầu tiên. Map thi đấu mới là map thi đấu đầu tiên thôi. Trận đấu giữa Na'Vi cùng với MIBA, và có thể nói rằng là cái map thi đấu này thật sự nó quá là hấp dẫn. Wow, một map thi đấu mà phải đến lượt overtime thứ 3, tỷ số mới kết thúc là 25-23. Ôi, vâng, hai đội bắn cực kỳ nó còn xích sao cơ, nó còn xích sao với nhau cơ. Vâng, kiểu suýt chút nữa thì MIBA cũng đã cứu được đấy, nhưng mà đúng thôi thì Na'Vi vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Và về cuối thì đúng là Beat và Simple đã thi đấu phải nói là hơn cả 100% công lực rồi. Họ thi đấu thay cả phần cho những người đồng đội của mình nữa, nhất là Perfecto. Đúng vậy, và một cái chiến thắng có thể nói là xứng đáng với Na'Vi. Và phần nào đó thì lại phải nói về anh chàng Sờ. Anh ta có một pha cầm dao định xuyên vào Simple thật sự là quá tai hại, và khiến cho cái trận đấu này kéo dài thêm gọi là quá nhiều. Nhưng thôi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong 50 phút gì đó để chờ đợi đến với map thi đấu thứ hai thôi. Map thi đấu đơn sai được pick bởi Na'Vi, và liệu họ có thể kết thúc luôn cái lượt bò bà này không thì cũng phải chờ xem. Bye bye.